Dạ Nam Mô Bức Tha A Di Đà, A Di Đà Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Ngài Liễu Tông cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kadipati sahang pati katang cali ang thi warang ya chatha sang ti tha satappa racap chatha uthamang anukam bimang pacang satthamma bering vinayang cakayang sutang cabang dang api tham macamang aku tayang to satu sak cadang dang Babo Thaneye Parisa Yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lộc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45. Hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cỡ tịch rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh Pháp Sư xong ạ. Dạ, xin gửi mic lại cho chị Nhật Quỳnh điều hộp chương trình ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn thiệt mỗi lần người Nhật Quỳnh nghe âm thanh đằng nào Nhật Quỳnh không biết nói sao, đằng nào ơi tội quá, ráng cố gắng để lo cho rung mà không biết cái máy của đằng nào bị như thế nào á. Dạ nên giờ cũng không biết làm sao bây giờ. Dạ Nam Mô Bích Thai giá dạ. sa thú kính cảm ơn trần đạo đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Bích Thai giá dạ. Dạ bây giờ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức. Dạ con xin sám hối, con bị phân tâm rồi. Dạ con cung thỉnh Ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh bạch Ngài. Dạ con kính Ngài. Nam Mô Bích Thai giá dạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Âm thanh của cô Trần Đạo nhỏ quá mà tôi cái máy của tôi thì nó cũng dỗm, là nếu chỉnh lớn chút là nó hú dữ lắm, thành ra nếu muốn làm gì phải cho chỉnh lại chút cho nó nghe cho nó thông chút. Nó một thầy á. Dạ sa thú chúng con. Dạ sa thú chúng con thành kính
Tri ân ngài Liễu Tông và âm thanh ngài chúng con nghe được rõ ạ. Nhà đạo tràng có nghe âm thanh của ngài rõ không ạ? Cho một tín hiệu đi quý vị. Nhà huynh đạo huynh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không, huynh đạo huynh? Huynh đạo huynh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm, Quang Nguyệt, và dạ, cảm ơn huynh đạo huynh và dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ huynh đạo huynh nghe rõ. Huynh đạo huynh hôm nay là thứ bảy, huynh có thể làm thị giả cho ngài được không huynh đạo huynh? Tại vì dạ, tu học Phật pháp và dạ, vì phải là rất là xa thú. Trần Đạo muốn giúp đạo tràng lắm nhưng mà âm thanh của Trần Đạo nhỏ quá, thành ra mà thấy chỉnh lớn thì máy của Trần Đạo bị hú, nên là nhiều khi nói ngài không có nghe được. Nhật Quỳnh, bản thân Nhật Quỳnh cũng nghe không có được nữa. Dạ nên không biết làm sao bây giờ. Nếu huynh đạo huynh có thể hoan hỷ được thì có thể làm thị giả ngài, thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ngăn huynh đạo huynh. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ trước nhất là Nhật Quỳnh kính mời quý vị, quý vị có thể đưa những bàn tay xinh đẹp mình lên để mà có những câu hỏi đến ngài, hoặc là có những câu chết chát. Nếu mà huynh đạo huynh mà làm MC cho ngài được thì mời huynh đạo huynh cho tín hiệu, còn không thì Nhật Quỳnh sẽ đọc. Dạ bây giờ một lần nữa kính mời đạo tràng, mời tất cả bàn tay của quý vị. Dạ sa thú kính mời huynh đạo huynh. Dạ đạo huynh xin trân trọng kính chào sư Liễu Tông. Dạ xin kính chào sư Trí Đức. Kính chào chư tôn ni, các bậc hiền giả thức giả và các anh chị em trong đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Trần Đạo nhắc nhở, nhưng mà giờ nào đạo huynh chưa biết, chưa làm thiệu, thị giả thành tử, nhưng mà cô Nhật Quỳnh nhờ thì đạo sẵn sàng không. Dạ nếu mà không biết thì xin quý vị nhà chỉ dẫn nhắc nhở. Dạ dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ thì đạo huynh cũng có một cái câu hỏi, mà trước khi hỏi như vậy thì cũng xin có một cái dẫn đề. Dạ cũng vào giờ này, nhưng mà cách đây 40 năm về trước. Dạ nói vậy thì chắc quý vị biết hôm nay đạo huynh cũng là gần độc tuần rồi. Dạ không lớn hơn ai hết, thua sư Liễu Tông thất thập của Lê Mỹ. Chắc là ngày trên 70 rồi. Dạ chắc thì cách đây 40 năm về trước á, thì đạo huynh cùng một số anh em cái thời đó là rất là khổ sở cho quý vị. Dạ các anh em hay đạo huynh quê ở tại Quy Nhơn. Dạ ở Quy Nhơn thì cứ anh em cứ hay ra đứng nhìn biển cá cho nó, và cứ muốn có con mà đạo huynh thứ giờ anh nói là nếu mà mình đứng mình cứ nhìn dòng nước như thế này thì không biết làm sao mình qua tứ bờ bên kia được. Dạ đó một câu rất là cái vẻ triết lý vậy này. Hồi đó anh hồi đó là thanh niên của đạo huynh khoảng chưa cho tới 20 tuổi. Dạ. Thì nhờ cái câu nói đó mà anh chị em trong trong nhóm với hùng nhau. Dạ hùng nhau mua chiếc ghe. Dạ thì quy tụ anh em người của ít có ít góp ít có nhiều góp nhiều. Dạ thì thực hiện một cái chuyến vượt biển. Thì theo những cái lời của mấy anh lớn là có kinh nghiệm về thuật hải hành. Dạ, ban đêm họ coi sao, ban ngày thì họ coi hướng mặt trời, thì họ định rằng là trong vòng 15 ngày, 10 ngày có thể thấy được bến bờ tự do. Thì chẳng qua may là qua tới ngày thứ 12, 12 thì đạo huynh nhớ. Dạ. Thì cái tàu nó bị quấn lưới. Nó bị quấn lưới thì cái mỏ dịch đó. Dạ cái mỏ dịch là cái con dịch đó, cái mỏ dịch đó, cái nó bị quấn lưới. Dạ, thành nó bị tắc tiếng, nó không quay nữa. Dạ. Thì lúc đó cái con tàu nó cứ nó chồng chành giữa biển khơi.
À, quý vị biết là cái biển cả thì nó không đẹp như là biển Nha Trang hay là biển Đà Nẵng hay là Vũng Tàu đâu. Mà giữa biển khơi là cái nước nó đen ngòm, đen ghê gớm lắm. Mà sóng thì rất là cao. Con tàu thì nó trông trên thì tiếng con rế khóc lên đàn bà thì la ơi la lối, rồi những người đàn ông thì cũng chạy ngược chạy xuôi mà không biết cách nào. Thì trong đó là có những tiếng cầu nguyện râm ran, người Thiên Chúa thì họ đọc kinh xin bà, Đức Mẹ Maria, còn đạo Phật thì họ cầu Phật và Quan Âm. Thì trong cái cảnh mà thập tử nhất sinh như vậy đó thì bây giờ ngồi mà nghĩ lại thì thú thật với đạo tràng là đạo huynh cũng chứng kiến nhiều cái chết đó. Trong đời cũng chứng kiến ít nhất là 3 lần, 3 lần trước cái tử thần, nhưng mà cái lúc đó thật là bất ngờ, rất là bất ngờ. Thành thử con xin hỏi ngài Trí Đức, hỏi ngài Liễu Tông, là trong những cái phút mà giữa cái lần cái tử sinh như vậy đó, mình không biết sống chết lúc nào, thì cái người hành giả của Phật tử nên có một thái độ như thế nào, nên có thái độ như thế nào? Có những người thì họ biết họ sắp chết, ví dụ như bệnh ung thư chẳng hạn vậy, và họ biết chết, họ chuẩn bị, nhưng mà cái sự nguy hiểm mà nó đến bất ngờ quá, thì thưa sư, trong lúc đó thì mình phải có một cái tâm niệm, có một cái thái độ như thế nào trước một cái hoàn cảnh như vậy? Thì con xin nhường mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy nhé. Mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Vấn đề này chúng tôi nói nhiều lần trong room rồi, và mình cần phải chuẩn bị cho mình trong những cái giờ phút như vậy đó. Thứ nhất, tối thiểu thì mình cũng phải học được những cái ân đức Phật, đức pháp, đức tăng. Và cái tối thiểu là để mình, thì lúc đó là mình nghĩ tới, tức là mình niệm về ân đức Phật, đức pháp, đức tăng để mình đã được bình tĩnh. Thay vì mình ngồi mình suy nghĩ tới lui vậy đó, làm cho mình rối thêm chứ không có lợi ích gì hết. Mà khi mà người nào bình tĩnh trong cái lúc thập tử nhất sanh vậy đó, thì người đó có cơ hội thoát khỏi sự nguy hiểm đó nhiều hơn là cái người mà cái tâm nó dao động. Và thứ nhất, thứ hai đó, chúng tôi vẫn khuyên quý vị là nên học một cái bộ kinh pháp cú nào hay là một cái câu kinh nào cho ngắn gọn, học cho vừa đủ. Tới đó là mình, nếu dụ mình chưa từng làm việc gì thì không nghĩ ra việc thiện mình làm, thì mình cứ mình tụng cái câu kinh đó, nên tụng đi cho giữ cái thăng bằng của cái tâm lúc đó. Còn nếu mà mình không thuộc kinh, không biết Đức Tam Bảo, Phật Bảo gì hết á, thì ít nhất mình phải nhớ là những cái chuyện mà thiện mà mình đã làm. Thí dụ mình đã từng phóng sanh, hoặc là từng tới chùa để giúp đỡ một số cái chuyện phước phục vụ việc của chùa này kiếm xong, thì mình cứ suy nghĩ trong những cái điều kiện đó để giúp cho cái tâm mình trong lộ cận tử. Nếu mà mình xui tới mức đó, nó vẫn là thiện pháp. Mà khi cái tâm mình lúc nào nó có thiện pháp, mình nhất là trong cái thời gian cận tử, thì chắc chắn là mình đi lên chứ mình không có đi xuống. Còn hai cái tâm mình mà nó dao động kiểu đó là chắc chắn là đi xuống, không có đường nào đi lên cả. Đó là ở trong cuộc sống hàng ngày mình chỉ hai chuyện để làm thôi, ngoài chuyện học Phật pháp, chuyện hành Phật pháp, hai chuyện làm để giữ cho cái tâm mình nó được trong sạch. Nhất là mình nhìn lên từ cao nhất Đức Phật, ngài không thể giác ngộ bằng cái sự lười biếng hay cái sự mà dễ vui. Mình nhìn thấp hơn chút nữa, các đại tử thanh văn của ngài cũng vậy, họ được như vậy đó cũng là phải nhờ sự tinh tấn trong cái việc tích lũy thiện pháp, hành hành pháp, hành đồ, chứ không có cái sự lười biếng hay cái sự suy nghĩ viển vông hay là cái sự mà say sưa hay là kiêm xong. Nó làm nhìn lên cao vậy để em học cái đức tính của ngài. Mình nhìn xuống thấp, từ những cái chúng sanh ở địa ngục, dầu rằng mình không thấy, mình từng ở mình quên đi nữa, thì nó đi xuống đó là tại vì nó lười biếng, tại vì nó không chịu học, không chịu tạo thiện pháp. Mình nhìn lên cao một chút, những cái chúng sanh bàn sanh cũng vậy,
nó ở những cõi đó tại vì nó lười biếng, tại vì nó không chịu làm này làm kia để giúp cho mình tinh tấn công những cái giờ phút đó được. Đó. Thành ra phải chuẩn bị cách đó để mình tự tạo thiện pháp mình trong mọi trường hợp, ngay cái lúc cận tử nhất sinh vậy mình vẫn có thể tạo được cái thiện nghiệp như thường, chứ không phải là đợi là phải vô chùa rồi phải tụng kinh gõ mõ mới có phước, không phải. Khi nào sự suy nghĩ của mình là thiện pháp lúc đó là mình đã tạo phước. Khi nào mình là cái lời nói mình có cái tâm từ mình đã nói những cái tạo cái phước của cái khẩu nghiệp của mình. Mình có thể mình giúp đỡ mình dẫn một người nào đó qua đường thôi, hay là một gì nhỏ nhặt thêm cái thân mình cũng là cái thân nghiệp thiện. Thì nên nhớ lúc nào mình cũng có những cái điện vậy để mình làm hoài trong cái điều thiện của mình đó. Thì mình mới tránh được những cái điều mà nãy giờ quên kể đó, nó sẽ giúp cho mình chứ không phải không, chỉ cần biết cách như vậy thôi. Chứ còn nếu mà cứ ngồi chờ không biết ông nào trên đó tôi niệm hoài sao không thấy ông nào đưa tay kéo, không có đâu, chỉ con ông kéo thôi, nếu mình dễ vui vậy chỉ con ông đưa tay kéo mình thôi, cái ông đó gọi là tử thần ma dương đó. Kéo thôi, mà khi mà ông kéo mà ông đưa cho mình cho ông Diêm Vương là thì ông Diêm Vương cũng nói một câu thôi, vô chảo đi khỏi suy nghĩ nhiều cho mệt, mụ bích thầy á. Dạ, con xin cảm ơn, tri ân sư Liễu Tông từ bi hoan hỷ cầu thanh trả lời câu hỏi rất là mà mọi đồng chúng ta đâu huynh nghĩ là cũng một lần tự hỏi trong đời. Vậy thì trước khi nhường bích cho người khác thì con xin hỏi sư một thêm một câu nữa là con nhớ lúc đó là trong thiền cũng có nhiều người theo đạo Phật. Dạ. Còn lúc đó mới 17, 18 tuổi cũng xin thưa thiệt. Dạ, cũng nghe trong thuyền đa số là theo Phật giáo mà thì nghe những kinh của những các bà, các cô là tụng râm ran luôn. Dạ, là cầu Phật bà Quan Âm cứu khổ, cứu nạn. Thì xin thưa sư là và đối với cái nhìn của Phật giáo Nam Tông nói chung, nói riêng và giáo nói chung thì trong những cái giây phút mà hiểm nghèo như vậy đó, mình có nên cầu xin một vị Phật nào không? Và xin hỏi là Phật Ba Quan Âm có phải là có một cái phép lạ nào mà có thể cứu khổ cứu nạn không, thưa sư? Và cái vai trò của Phật Ba Quan Âm nó như thế nào? Dạ, con xin nhường bích là cho sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị, không có ai giúp đỡ được mình như vậy cả. Quý vị là cái bộ tăng chi bộ kinh cái phẩm vô môn đá có cái bài cầu xin thì chúng tôi xin tóm tắt thôi, quý vị đọc trong bài kinh đó tóm tắt là cái đại ý của bài kinh đó, nếu mà chúng sanh mà cầu xin cầu nguyện ở cái đấng nào đó mà được như ý rồi thì thế gian này không ai là người đau khổ cả. Anh nhớ chuyện đó. Thứ nhất, cái thứ hai, cái sự cầu xin là cái sự cầu nguyện trong cái lúc khẩn thiết đó chỉ giúp cho mình được để được bình tĩnh trong cái lúc nguy hiểm mà thôi, chứ không phải cầu xin để được giúp đỡ, mà cầu xin để mình nguyện hay mình tụng cái câu mà người ta nói là thần chú hay là thần thiếm gì đó thì chỉ giúp cho mình được bình tĩnh trong cái giây phút đó mà thôi, chứ không ai mà ở không đâu mà đi tới rình rình. Còn những cái người mà nói là có cái khả năng có cái quyền hạn để cứu cái này người nọ đó, xin lỗi quý vị đó, những ai đây đi vượt biên biết không? Trong cái khoảng thời gian mà sống chết vậy đó, rất nhiều người cũng niệm có bà này bà nọ, ông này ông nọ, nhưng mà có bao nhiêu người sống sót đâu, ngay cả những người chìm tới nữa. Nghĩa là cái chân đã đụng tới đáy biển là vẫn còn niệm như thường, mà có ma nào tới cứu đâu, không ai cứu mình cả. Bởi Đức Phật nói là mình là nơi nương nhờ chính mình, mà chính mình ở đây ta là nơi nương nhờ chính ta đó, chữ ta đây là thiện pháp,
mới là nơi nương nhờ cho mình mà thôi, chứ còn không ai giúp được mình cả. Mình nhớ chuyện đó. Hỏi quý vị chứ bây giờ quý vị đi ra đường lỡ có chuyện gì mình làm vậy có đúng không? Ông kỹ sư ông chế xe chế cộ ra, ông đường lái trên đường xe ông chết máy trên quê đó, chuyện gì ông sẽ làm chuyện gì là đúng. Ông nghĩ ông là kỹ sư chế xe rồi ông ngừng xe giữa đường ngay cái chỗ thắt máy đó, ông chỗ đó ông ngồi ông nghiên cứu máy nổ à, phải không? Ai cứu ông thì ông hết việc làm đúng nhất là ông lôi ông phải xuống tự ông đẩy cái xe vô lề, rồi có thể có người nào đó ta thấy ông mệt ta phụ thì có, nhưng mà còn nếu ông ngồi đó ông nghiệp nghiệp ông ngồi nghiên cứu máy nổ giữa phi quê đó, chúng nó chửi cho ở đó mà nó giúp mình, không có chuyện đó đâu ha. Nó làm gì cho nó thực tế một chút. Đạo Phật đó, căn bản Đạo Phật là người nào ăn người đó no, chứ ông sư không ăn để quý vị no, ông sư không có tụng kinh để quý vị được phước, mà quý vị muốn có phước quý vị phải tụng kinh mà hành theo, nên không ai có thể làm thế cho ai cả. Quý vị muốn đắc đạo quả quý vị phải hạ thủ công phu hành, chứ ông sư không hành để quý vị đắc đạo quả đâu. Đừng ngồi mà tưởng là cái niệm hết người này tới người nọ, phí thời giờ vô ích, còn làm cho mình mất bình tĩnh thêm. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, một lần nữa con xin thành kính cảm ơn sư đã toàn từ bi an hỷ trả lời một câu hỏi, những câu hỏi rất là quan trọng cho Phật tử chúng con, là nhắc nhở là mỗi người chúng con là phải tự đi qua cầu, chứ không ai đi qua mình, đi qua thì giùm cho mình hết trơn á. Dạ. Thì giống như con Nhật Quỳnh đã, dạ cảm ơn Nhật Quỳnh cho biết nó hiểu. Con Nhật Quỳnh nhờ đạo huynh hôm nay làm thị giá, lần đầu tiên con thực tập. Dạ. Nếu có gì thất thố thì xin quý sư niệm tình và tha thứ đạo tràng bỏ qua cho. Thì đạo huynh trước khi nhường mic cho người khác thì nếu trong room ai có câu hỏi gì thì cứ thứ nhất là cứ đánh lên trên màn hình, đạo huynh sẽ đọc lên, hoặc là câu hỏi thẳng sư Liễu Tông, dạ hỏi trực tiếp cho sư luôn cũng được. Đạo huynh tin chắc là sư sẽ giải đáp rất thỏa đáng cho quý vị. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ. Dạ chào kinh huynh kinh kinh huynh Milanda. Dạ nếu huynh hay là tóc tướng người nào có câu hỏi thì cứ giơ tay. Dạ giơ tay lên. Dạ một lần nữa đạo huynh xin xuống mic và cảm ơn sư và toàn đã tới đạo tràng. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn huynh đạo huynh rất là nhiều. Dạ, đã nghe lời của mời thì làm MC cho ngài, nhưng mà hình như cái máy của huynh không thấy người đưa tay và cũng không thấy cái câu kết chat, nên cái điều này cũng là một cái trở ngại. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nãy giờ Nhật Quỳnh hết cái câu của tu học Phật Pháp 2 lần rồi mà huynh cũng không thấy, Nhật Quỳnh đưa tay huynh cũng không thấy. Dạ, nhà tại vì huynh nói là cũng như như nói thì Nhật Quỳnh mới dám nói nha huynh nha. Dạ huynh đừng buồn. Dạ bây giờ thì cái câu hỏi của tu học Phật Pháp, Nhật Quỳnh đã post lên 2 lần, bây là lần thứ 3. Dạ Nhật Quỳnh xin đọc. Dạ không biết cái máy của huynh có lẽ là dùng huynh dùng điện thoại nó nhỏ quá nên không thấy được câu hỏi, cũng không thấy cái bàn tay. Dạ Nguyên Trang, nếu mà Nguyên Trang có thời gian có thể cầm mic được, Nguyên Trang có làm MC được cho ngài thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha Nguyên Trang. Dạ Nam mô Bích Thai giá. Dạ con xin được đọc câu của tu học Phật Pháp. Kính xin sư giải thích cho sự khác nhau giữa sắc, uẩn, sắc thọ, uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng. Nam mô Bích Thai giá. Nguyên Trang ở ngoài đường không sao, được Nhật Quỳnh làm được. Dạ dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị, khi vị hỏi cái câu này đó có lẽ là nên ghi lớp học một cái lớp, bởi vì giảng bao nhiêu đây xong chắc cũng cả tháng chứ không phải một hai ngày.
để cho hiểu. Hỏi cái gì nên chúng ta có 2 giờ thôi, nó hỏi dân tắc đi cho hỏi nhiều quá. Bây giờ chúng tôi xin nói dân tắc trước hết, mình nghĩ là chữ quẩn trước để rồi sau này rồi quý vị có thể vừa đã để hiểu cái khác luôn. Chữ quẩn đây nó có nhiều nghĩa lắm, chứ nó không phải có 1 2 nghĩa. Thường thường mình chỉ hiểu 1 2 nghĩa thôi. Chữ quẩn cảnh thá, nó có thể là một nhóm, có thể là một đống, có thể là một khối, đại khái vậy đó, như là một tập hợp với nhiều chuyện. Thì theo cái điều đó mà người thành nó mới có chữ quẩn. Thành ở đây chúng tôi dựa theo chú giải để nói 3 quẩn mà thôi, nó nói ba là 3 cái nghĩa của quẩn mà thôi. Thứ nhất, quẩn là cái gì đó. Thì nếu mình nói là cái nghĩa bình nhóm, bình bình đóng, bình ấy này kia làm sao đó, thì cái nghĩa định nghĩa trong chú giải đó là ra xả thể nề ná khảnh thô, tức là chữ quẩn có nghĩa là bình nhóm, bình đóng hay bình khối đó. Thì nó, nếu mà lên nhóm mình đóng là gì, nó có 11 chuyện để nói, tức là hiện tại, quá khứ, vị lai, một chuyện. Thứ hai là bên trong, bên ngoài. Thứ ba, thô thiển, vi tế. Thứ tư nghĩa là gần xa, tức là sắc gần sắc xa đó. Và cái thứ năm nữa là tầm và nhiễn tài, nghĩa là cứng. Thì có tổng cộng 11 chuyện đó, 11 chuyện vậy thì cái đó gọi là quẩn. Thành ra sắc hay là thọ hay tưởng hay hành hay thức gì đó, mà nếu có đủ 10 chuyện, 11 chuyện đó là, thì được gọi là quẩn. Thành ra cái chữ sắc nào mà không có đủ 11 chuyện đó thì cái đó không phải là sắc quẩn. Còn sắc nào là đối tượng của thủ thì cái đó gọi là sắc thủ quẩn. Nên có cái sắc nào thì tương tự cho các quẩn còn lại. Thì bây giờ 11 chuyện đó, đó thì hỏi sắc có đủ 11 chuyện đó không? Tức là hiện tại, quá khứ, vị lai, rồi bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, rồi lại kim sông đó. Đó. Nhưng mà nếu mà trong học trong cái bộ sông đối đó thì có cái câu hỏi Đức Phật đặt ra và ngài trả lời đó: sắc ngăn ru và ru ru băng ru bạc khảnh thô tỵ. Các pháp gọi là được gọi là sắc có phải là sắc quẩn không? Thì câu trả lời có hai chẳng: bỉ giá ru băng xả tạ ru băng ná ru bạc khảnh thô, ru bạc khảnh thô ru băng chê quá ru bạc khảnh thô chả. Đó, tức là bị giá ru băng xả thả ru băng là ru băng ná ru bạc khảnh thô, tức là sắc đẹp, sắc lành vậy đó. Thì cái đó gọi là sắc chứ không phải là sắc quẩn. Sắc quẩn là sắc cũng được, mà là sắc quẩn cũng được là vậy. Nên nó có nhiều chuyện để nói đâu, những cái này đó. Nó sơ gì về sắc quẩn là như vậy. Tương tự cho 4 cái còn lại cũng gọi là quẩn. Cái nghĩa thứ hai a nê cả thúc khể hị khô chân ti tị khảnh tha. Các pháp bị cái sự khổ nó nghiền ngập, nó làm cho không còn trạng thái như cũ, pháp đó cũng được gọi là quẩn đó. Thì bởi vì cái sắc thọ tưởng hành thức đều nó bị cái sự khổ làm cho nó dù đứng đó, thì cái đó gọi là quẩn. Cái thứ ba, Sunya karang tha ren ti tị khảnh tha. Các pháp nào biểu tượng cái trạng thái của mình không có cái atta, tức là không có cái ngã luôn đó, đó thì các pháp đó được gọi là quẩn. Thành ra bây giờ muốn biết cái đó, thí dụ như mình nói là cái sự nhớ đó,
nó có a ta không, có phải là a ta không, nếu mà nó không phải là cái sự nhớ đó, nó là cảnh là tưởng quẩn. Khi nào mà nó có cái nó cái pháp nào mà nó là a ta thì không có thể gọi là quẩn được, mà nó không nó mà không có cái đó. Thì chúng tôi xin tóm tắt ba cái chuyện mà liên quan tới quẩn như vậy. Nó còn nhiều chuyện nó nói lắm quý vị, tại như mỗi trong mỗi cái phẩm nó có định nghĩa khác nhau, thành ra chỉ nói tóm tắt, còn thì giờ nhiều không có đủ để nói, mà rất nhiều là cái chuyện mà liên quan tới những cái này. Nó mô bị thầy á. Dạ sa thủ lành thai. Dạ con thấy tu học Phật pháp, con kính trị cảm ơn sư rồi. Nam mô Bích Tha giá. Dạ Nhật Quỳnh thấy có Huynh Kinh vào đạo tràng. Huynh Kinh có câu hỏi không Huynh Kinh? Dạ Huynh Kinh có câu hỏi không? Hôm nay Huynh Kinh bị rung phạt hay sao mà vào không được? Dạ bây giờ đã vào được rồi. Thì Vinh Kinh có câu hỏi không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Vinh Kinh ơi, có hay không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời tất cả đạo tràng. Quý vị có thể đưa bàn tay lên, hoặc có thể chết chát. Nhật Quỳnh xin đọc, nhờ Nhật Quỳnh xin phong đọc. Và nguyên trang thì bận rồi, thì âm thanh của trần đạo thì hơi nhỏ. Còn huynh đạo huynh thì rất là hăng hái mà lại không thấy những câu chết chát của đạo tràng, cũng như không thấy bàn tay nên cũng không không được. Huynh đưa cái hình gì mà Nhật Quỳnh thấy có vuông không thì biết sao, có hỏi hay không, có hỏi không, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh nhường mic rồi, bây giờ thấy mang kiến đen rồi, vậy là hỏi phải không? Rồi mời huynh nha. Dạ, Nam mô Phật dạ, Nam mô Tham ma dạ, Nam mô Sang khai dạ. Dạ, kính lễ Lưu Tông, kính lễ Chư Tăng Tích cùng cả quý vị. Ủa, sao cái hình nó bị gì hả? Anh không không thấy hình nữa. Lạ. Máy này khi nó lo nó khùng gì đó. Khùng hiện tùm lum. Dạ, thì kính lễ Sư Lưu Tông, sẵn cái vấn đề mà nó về sắc thọ tưởng hành thức nữa. Thì kính thỉnh sư giải thích cho Phật tử được hiểu rõ về vấn đề mà như thế nào gọi là ngũ uẩn và như thế nào là ngũ uẩn thủ, nó có sự khác biệt một cái góc cạnh nào để nó được nói lên cái vấn đề ngũ uẩn và ngũ uẩn thủ như vậy. Dạ, con cùng thỉnh sư. Kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thì khi là mới nó giảng hồi nãy rồi đó, quẩn là nó có 11 chuyện như vậy, còn ngũ quẩn thủ là khi nào nó là đối tượng của tứ thủ á, thì cái đó gọi là ngũ quẩn thủ, tức là tất cả các sắc thọ tưởng này cái thế đó. Đó thì nó mới dính vô đó. Còn nếu mà nó không phải là trong cái hiệp thế đó thì nó không có dính vô, bởi vì chỉ có hiệp thế mới là nghĩa là đối tượng của phiền não mà thôi, còn cái siêu thế không thể là đối tượng phiền não, nó không có dối tới. Mà tứ 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 thủ nó là một loại phiền não, tức là một loại ở dưới này chứ không có nấy. Thành ra những cái sắc nào nó, hay là cái thọ nào, hay cái tưởng nào, cái hành nào, cái nào đó, nó đâu cái giá, tức là thế nó mới mới là đối tượng của thủ được. Mà khi mà nó đã đối tượng của thủ tứ thủ á, thì cái đó gọi là ụ ba tha nắc khảnh tha thúc khả. Chứ còn nếu mà tứ danh quẩn mà nó thuộc loại siêu thế thì nó không gọi là ụ ba tha nắc khảnh tha thúc khả được, dầu rằng nó cũng là quẩn. Nhưng mà quẩn mà gọi là ngũ quẩn thủ nó khác, là khác cái chỗ đó, nó là nghĩa là những cái quẩn nào nó là đối tượng của tứ thủ đó, tức là đối tượng của tham tà kiến này kia, thì cái đó mới được gọi là sắc thủ quẩn hay là thọ thủ quẩn hay gì đó.
chứ còn nếu mà thiêu thế thì khỏi, thì không có tính được. Thì đó là hai cái nó nghĩa là nó cứ nó giống nhau nhưng nó khác nhau về hiệp thế, cái thuộc về siêu thế. Mà hiệp thế thì nó mới là đối tượng của tứ thủ được, còn nếu mà cái không phải là hiệp thế tức là nó siêu thế thì nó không thể là đối tượng của tứ thủ được. Thành ra ngũ quân thủ thì vậy. Còn cái bình thường ấy, sắc thọ tưởng hành thức nó phải có 11 chuyện giống chúng tôi nói nãy đó thì nó mới là ấy. Chứ còn nếu mà nói đó 11 cái chuyện mà của định đề xuân tu bớt lên đó, sắc thì cũng trong ngoài thô thế xa gần quá khứ hiện tại vị lai, thì cái thọ nó cũng phải trong ngoài thô thế là này kia ông sụm nó, thì những cái đó nó đủ 11 chuyện hết đó thì gọi là quẩn. Nhưng mà nó đủ 11 chuyện mà nó vẫn là đối tượng của tứ thủ thì nó gọi là sắc thủ quẩn hay là quẩn thọ tưởng quẩn, chỉ có vậy thôi. Nam mô Bích Thầy giá. À, sao thú sao thú là cái đơn thượng tọa lưu vong à, thì theo như sư nói về cái tứ thủ thì trong cái tứ thủ nó có dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. À, thì thưa sư, cái giới cấm thủ và ngã luận thủ thì hai cái vấn đề này theo như sư thì vấn đề giới cấm thủ nó là như thế nào, có phải là giữ những cái giới điều, những cái giới cấm mà nó bị dính chặt vô đó hay không, hay là giới cấm thủ nó có một ý nghĩa rộng sâu như thế nào, là con cũng tỉnh được. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư vị, hai cái đó thì nó cái chi pháp của nó là tà kiến, nên chi pháp của nó đó là thiết thị là tà kiến chứ không có cái gì khác hơn đó. Nhưng mà cái mà được gọi là giới cấm thủ đó là khi nào mình chấp giữ một cái điều gì đó, giới đây không nghĩa là sát sanh trộm cắp thay dâm không à. Mình một cái điều gì đó mà nó không đưa tới giải thoát được mà mình nghĩ nó là giải thoát thì cái đó là giới cấm thủ đó. Ví dụ như bây giờ mình hành cái pháp, bất cứ cái pháp gì mà mình nghĩ cái pháp này á nó sẽ đưa mình tới cái sự giải thoát, cái sự cuối cùng của ấy đó, mà nói vậy mà mình quên Đức Phật nói là chỉ có một con đường mà thôi mới đưa tới cái sự giải thoát mà thôi, mà mình đi ngoài con đường đó mà mình dẫn chấp cái con đường, ngoài con đường đó là cái điều kiện mà để mình có thể đi tới cái mục tiêu đó thì cái đó là giới cấm thủ. Ừ, chứ không phải là mình giữ giới rồi mình nắm chặt trong đó thì giới không phải, giới cấm thủ là mình chấp cái sai, cái mà con đường mình nghĩ là con đường đó chứ không không phải là giống như mình nghĩ là giới, là tức là mình chấp ngũ giới để rời dài là nọ là giống thủ, không phải. Chứ giới đây nó thế giới này nó có nhiều chuyện lắm, tại vì tiếng Việt mình dịch nó thì nó rất là nguy hiểm. Tiếng Việt mình dịch mình tha tủ là giới, cái gì mà giới 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 thì kêu chung đó. Chấp vào cái không đúng mà gọi là đúng, nhưng mà nếu cái đó thường không á thì nó gọi là ngã chấp thủ. Ngã thủ là mình chấp là sắc này là của tôi, cái sắc này là từ trong sắc có tôi, trong tôi có sắc, sắc này là vậy đó, thì cái đó là ngã cấm thủ. Còn bây giờ cái con đường đó nó đi đâu mình không biết, mà mình nghĩ đường đó đi tới mục tiêu cuối cùng là giải thoát, mà trong khi thật sự nó không phải là con đường như vậy, mà mình cứ cắm đầu cắm cổ mình cho cái đó là như vậy như vậy, cái đó là giới cấm thủ. Nam mô Bụt Thầy giá. À, xa thấu là kính trường thượng tọa lưu tông. À, sư giải thích cái vấn đề giới cấm thủ này quý vị nghe nắm được cái vấn đề rất là tuyệt vời ha, có những cái đặc biệt đó. À, thì kính thưa sư lưu tông, thì cái giới cấm thủ đó, thì đối với một bậc thánh tu là quần thì ta đã diệt trừ được giới cấm thủ, là thân kiến và nghi giới cấm thủ ta diệt trừ được. Nhưng mà với một cái phàm nhân học pháp, người ta không còn có cái sự mà mê lầm mê chấp nó đi đúng theo con đường à, thì như vậy có sánh được với một vị tu đà quần không? Là vị này cũng có thể nói là không còn giới cấm thủ không, hay là như thế nào? Và con cũng thỉnh sư giải thích về giữa tu đà quần và một người phàm mà có được cái chánh kiến không có bị giới cấm thủ. Và con
cùng thỉnh dạ. Nam mô với thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Thật sự ra đó mình không có có giới cấm thủ theo chú giải thì mình tới cái tệ thứ ba đó, nghĩa là mình được trong một tệ, hai tệ, ba tệ cái đó đó. Mà cho tới khi nào ba cái tệ đó mà nó không bị suy hoại, nó vẫn ở trong mình thì cái đó cũng được gọi là mình trong bà ti trong cái chú giải họ gọi là chu lá sổ đào vào banh ná đó, tức là tiểu tu đồ quần đó. Thì trong gian đó là mình không có chấp bậy chấp bạ rồi, nhưng cái đó không có nghĩa là mình là không có, nó vẫn có, nhưng mình ngủ ngầm. Ví dụ như mình đang tạo thiện pháp thì cái phiền não mình nó không có xuất hiện lúc đó, nhưng mà mình vẫn còn phiền não như thường đó. Nó cái hai cái khác nhau, nó khác nhau thì khác nhau là bậc tu đầu quần rồi đó, là người có chánh kiến nghĩa là 100% không có sai được. Còn phàm nhân mình giàu có đắc đạo quả cỡ nào đi, đều có đắc thiền đắc gì, nó vẫn không thể gọi là người có chánh kiến được. Ví dụ ông Đề Bà Đạt Đa đó, Đề Bà Đạt Tạ đó, ông đắc ngũ thiền, ngũ thông gì ông sùng đó, có thần thông là ông sùng đó, nhưng mà hỏi ông ta có chánh kiến không? Dạ thưa không. Nếu là có chánh kiến ông ta đã không có làm cái việc là mà mình thấy đó, chia rẽ tăng hay là làm máu của Đức Phật, thấy không? Thì không thể nào, bởi vì khi mình có chánh kiến thì mình không có chấp vào những cái đó. Dù rằng tham nhân đắc thiền đi nữa, không đàng hoàng nữa, cũng không thể nói gọi người nhé. Nhưng mà khi mà đã thở thành bậc tu đầu quần là người phải có chánh kiến 100%. Bậc tu đầu quần nữa, thọ giới gì là nhất định không làm đó cho tới tắt thở mà thôi, chứ không không phải là lúc nào cũng như mình bây giờ đó. Thí dụ như giống như chúng tôi với Quỳnh kia kinh lần đá nè, có cái anh nào chào anh chí vô không có thì mình thì trước sau gì vô lén lén vô sắp mối với Đức Phật cũng được, chứ còn trước mấy mình giống nói không 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 không, ông có lùi tôi lùi chết cái máy, ông có hành gì hành nữa, ông có cắt gì cắt, tôi nhất định thôi nói Đức Phật có thật rồi, dám không? Nghe không? Bởi vì phạm nhân nó khác bậc thánh chỗ đó chứ, còn bậc thánh chẳng chẳng để cho lùi chết thôi chứ, họ đâu có nói là Đức Phật không có, ẩn đó không có đâu, nghe không? Hai cái khác nhau, nó mô tha giác. Sao thứ, kính đường từ tự tông. Nhưng mà thì, con sẵn dịp này hỏi sư về vấn đề đó luôn, như một vị thánh tu đà quần như vậy, với một vị bồ tát vẫn còn phàm nhân, bồ tát mà vẫn có những cái parami mà người ta có thể nói là giống như là một vị có một cái chánh kiến vững chắc, nhưng mà chết cũng không buồn. Thì như vậy theo như sư vấn đề mà một vị bồ tát như vậy so với một vị tu đà quần thì mình sẽ hiểu như thế nào? Dạ con cũng tỉnh chưa ạ? Nam mô Phật thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Hai cái khác nha, khác sao rất là xa. Một vị Bồ Tát vẫn còn sanh tử luân hồi, dầu rằng được thọ ký đi nữa thì cũng phải bốn tận kiện trăm ngàn đại kiếp. Còn trong khi cái vị tu đầu quần chỉ có bảy kiếp nữa thôi, có dễ vui cách mấy cũng không quá bảy kiếp. Đó. Bậc Bồ Tát, ngay cả Bồ Tát mà được thọ ký rồi đó, vẫn có thể đi sanh làm ngạ quỷ như thường, chứ không phải là nó không phải không có làm vậy nào, nó trong kinh điển nó nói đàng hoàng đó, đó. Chứ không phải không, không. Mà một loại ngạ quỷ các Bồ Tát sanh vô thôi, tức là bà rá tháp tu và chi với cả đó, để có thể giúp người khác tạo phước gì ông trùng đó, trong chú giải có nói. Chứ còn mà tu đầu quần thì chắc chắn là những cái gì mà liên quan tới ác pháp là ngài không làm, dầu rằng ngài vẫn còn phiền não, vẫn còn ác pháp như thường, nhưng mà làm những ác pháp đó nó không có đưa đi bốn đường ác đạo. Trong cái gì Bồ Tát dẫn đi bốn đường ác đạo từ hai cái nào rất là xa. Bồ Tát dầu được thọ ký đi nữa cũng phải luân hồi ta bốn tận kia 100 ngàn kiếp trái đất đó. Còn trong khi cái bồ tu đầu quần có dễ vui cái mấy nằm ngủ tối ngày sáng đêm đi nữa thì cũng không quá 7 năm rồi, quá 7 kiếp rồi. Đó. Hai cái nó khác nhau chứ. Thành ra khi mà cái gì mà con gốc của đọc đừng mướn vô đó, thấy không?
Rồi mới vô tới chừng đắc tu rồi quên ra ngày nó còn hơn chuyển luân thánh dương, còn hơn cái này cái nọ ông sùm rồi chứ, chứ đâu có dễ đâu. Còn mình tại vì mình chưa đắc nên mình thấy mình chưa có cái kinh nghiệm đó, là đó mình thấy cũng thường thôi, chứ thật sự là cái đó là làm gì làm mình đắc được cái đó thôi, chứ là khỏi phải lo. Còn không là một cái thầy à, xa thú là kính trường thần lực không à, thầy sẵn về hỏi câu nữa trước khi đọc cái câu của tu học nha sư Nhật Quỳnh. Thì nghe sư nói về vấn đề mà Bồ Tát mà vẫn còn phải đi luân hồi tái sanh xuống những cảnh khổ à, vậy thì bây giờ một người mà ví dụ như mình cố gắng mình tu mình đắc được thiền chỉ về thiền sắc giới, thiền vô sắc chẳng hạn, sanh cõi phạm thiên à, lên nó ở đó mình cứ thiền hoài, nó cứ chết cái sanh là cõi phạm thiên, chết sanh là cõi phạm thiên, nó ở gì hoài nó mình cũng vô thuộc loại coi như là cũng giống như là trường sanh bất tử vậy. À, mà chờ cho tới khi nào đủ duyên cái đắc đạo quả luôn à, như vậy có được không ạ à? Dạ con cũng thỉnh sư ạ à. Dạ mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái đó không thể được. Bây giờ mà ở đó mà cứ hành thì cứ lên lên hoài đi nữa thì lên tới đâu đi nữa, lên tới cõi trời phi tưởng để gặp đạo sĩ à, từ xa thì nữa thì cũng phải rớt xuống cái bịch mà thôi, làm sao mà ấy luôn được. Nói nghĩa là cái người mà đi lên trên cái cõi đó mà không đi xuống chỉ có bậc thánh mà thôi, ngay có bậc thánh tu được quần hay là tư đà hàm đó mà đi lên cái đó người ta cũng gọi là nghe là có đời sống giống như Anakami là vậy đó, tức là bậc giống như bậc tam quả rồi đó, nghĩa là lên đó rồi không có đi xuống nữa, nhưng mà lên cõi trời dục giới vẫn còn đi xuống nữa. Đi xuống cái cõi thấp hơn chút hoặc cõi người tùy theo trong vòng 7 kiếp ha. Nhưng mà khi mà lên cõi sơ thôi là không có đi xuống, mà đi lên hoài đi lên cho tới niết bàn thôi, 7 kiếp hơn 7 kiếp trên đó thì không có tính kiếp được ha. Không có tính kiếp được, tính kiếp là chỉ ở cõi dục mà thôi. Thì mình có nói gì đi nữa, nhưng mà cái bản chất con người á, trong A Tăng kia, bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mình á, mình tạo Phật ác pháp rất là nhiều. Thành nên mình tạo ác pháp như vậy đó, thì có cơ hội nào là nó chui vô được, dù rằng mình ở cõi phạm thiên nên nó, nếu là phạm nhân nó vẫn vô nó lôi được mình như thường, chứ làm sao không lôi. Làm sao không lôi, nó vẫn lôi được như thường chứ không phải không lôi. Thành ra chỉ có ít nhất là sơ đạo sơ quả thì mới bảo đảm cái đời sống đó thôi, còn mình chưa đắc tới đó không gì bảo đảm đó, chứ phải đi lên đi xuống hoài đó, chứ không có cái việc mà lên đó rồi tu đắc thiền rồi kiếp sau đắc nữa đắc một vài kiếp cũng chán, giờ hoài cũng chán hay sao không chán. Và chán lúc nào thì ác pháp phát sanh lúc đó. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Bích Tha Giá và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng câu hỏi của Vinh Kinh, và cảm ơn những câu hỏi của Vinh Kinh, và con thấy Vinh Kinh đã sa thú dân hoa đến ngày rồi, và con xin đọc câu của tu học Phật pháp và cho con kéo xuống. Dạ cảm ơn Sài Gòn. Dạ tu học Phật pháp, sắc pháp nương vô tứ đại mà có, danh pháp nào thì cũng có bản chất là tánh chất biết cảnh. Vậy có phải thể tánh của sắc pháp là tứ đại, bản tánh của danh pháp là thức đại, vinh nha ná tha tú, có phải vậy không thưa sư? Nam mô Bích Tha Giá và con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, chúng tôi không có thấy chỗ nào nói cái đó đó, là nhớ là tất cả những cái pháp hữu vi nó đều có nhân duyên của nó, nhưng mà nhân duyên nhiều khi mình không có, mình dựa vào cái gì đó để mình ấy không được, nó phải có một số cái điều kiện để mình nhận dạng. Ví dụ như bây giờ mình nói vô minh dừng hành, hỏi cái gì sanh vô minh
là duyên cho vô minh. Thì mình không thể nói là vô minh duyên hành nó đó đứng đầu cái đó là nó không có duyên để nó phát sanh, cái đó là không có được. Giống như bây giờ mình nói sắc pháp nương vào tứ đại mà có, thì cái đại tứ đại nó nương vào đâu để có nó, thì nó có cả ngàn chuyện chứ không phải là một hai chuyện nè. Đó, ví dụ như bây giờ mình nói cái vô minh về vô minh duyên hành là như xác hỏi vô minh cái gì duyên để nó sanh ra nó, thì tứ lậu nó là duyên của vô minh, hỏi cái nào sanh trước cái nào sanh sau, cái chuyện đó Đức Phật không có nói, mình cũng không biết nó từ đâu ra. Con người mình hỏi bắt đầu từ đâu ra cũng không ai biết được đó. Thành ra có những cái là chúng ta phải dựa dòng số cái điều kiện nào đó chúng ta giải thích đó. Chúng ta giải thích trong cái điều kiện hiện tại thôi, còn cái điều kiện mà nó xa xôi mà cái nhân họ nói là cái nhân đầu tiên đó thì mình tìm không có ra đâu. Thành ra hỏi nhiều cái chúng tôi không biết đường trả lời, tại vì chúng tôi học chưa tới. Nam mô Bụt Đà. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của tu học Phật Pháp. Dạ, con thấy tu học Phật Pháp cũng tri ân Ngài rồi. Dạ, bạch Ngài, có một người nhắn tin cho con, nhờ con hỏi giùm mặt. Nhà là, có, dạ, để con đọc lại câu hỏi, con sợ nói sai. Dạ, có những vị sư người Huế nói không có việc Đức Phật giảng vi diệu pháp, không có Đức Phật giảng vi diệu pháp được không ạ? Dạ, nhà vị này hỏi là có những vị sư người Huế bạch ngài là nói Đức Phật không có giảng vi diệu pháp. Dạ, ngài là nói rõ cái chuyện này con nghe rất là nhiều lần, và hôm nay cái vị này cũng nhờ con hỏi. Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Đà. Dạ, Nam mô Bụt Đà, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, chuyện dễ hiểu nhất bây giờ hỏi lại cái vị đó đó. Đức Phật không có giảng gì pháp thì Đức Phật dạy bao nhiêu cái bài pháp cho chúng sanh? Bởi vì theo lời ngài Ananda nói là gì, chính miệng ngài nó đã nghe từ Phật 82.000 bài pháp, nghe từ các bạn đồng hồng hành, tức là những cái ngài mà nói cũng có những cái bài pháp trong tam bạn ghi lại đó, ví dụ ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi hay là ngài Cà Chà Giá Ná này kia đại khái đó, thì tổng cộng là 84.000 bài pháp. Bây giờ vị đó nói Đức Phật không có thuyết cái đó thì Đức Phật thuyết bao nhiêu ngàn bài pháp, hỏi lại. Bởi vì lý do là chúng ta lấy 42.000 bài pháp trong tạng vi diệu pháp ra thì hỏi lại coi, nếu mà nói Đức Phật không dạy cái đó thì chúng ta Đức Phật để lại bao nhiêu ngàn bài pháp, chỉ cần hỏi cái vị đó vậy thôi. Nếu vị đó trả lời không được đó mà vị đó vẫn còn tiếp tục nói Đức Phật không dạy cái đó thì chúng tôi cũng chịu thua, tại lý do là ông giỏi hơn Đức Phật rồi. Ông giỏi hơn Đức Phật rồi. Còn mình đã học của Phật, còn mình đi hỏi những cái đó thì nói cái đó là nó không có chính xác, là chắc rồi. Hỏi bây giờ đó, tất cả người nào nói là gì pháp phải là lời Phật dạy, hỏi Đức Phật dạy bao nhiêu ngàn bài pháp. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của bạn con, và con thật sự cũng kính tri ân ngài. Nếu mà sau này con nghe ai nói vậy, con sẽ học cái câu của ngài, con sẽ hỏi vậy là Phật giảng bài pháp tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Nam mô Bụt Đà. Dạ. Dạ, trong khi chờ đợi những câu hỏi, con xin được hỏi một câu. Dạ, nếu quý vị có câu hỏi thì nhiều kinh câu hỏi mình lại nha quý vị, cứ yên tâm mà hỏi nha. Nhà Nhật Quỳnh để phòng thủ thôi, chuyện gì hết, nên quý vị cứ việc chặt lên hỏi hoặc cứ việc đưa tay nha. Dạ, một ngày hồi sáng này con học ở lớp học của Thác Thâm Má đó, thì học về năm sắc quẩn, và trong khi con nghe sư giảng
Thì con nghĩ ra một điều, dạ, con nghĩ ra một điều mong ngài giảng giải cho con để con hiểu thêm. Dạ, con nghe quý sư giảng à, tất cả sắc pháp thì do nghiệp, thí dụ nước da đen hoặc nước da trắng, mũi cao hay thấp vân vân. Nhưng bây giờ có thẩm mỹ viện can thiệp là có thể mũi thấp phải đưa lên cao, hoặc là mắt một mí thành hai mí, hoặc là thay đổi nước da, và đại khái là những cái việc như vậy. Câu hỏi của con á, là như vậy nếu mà mình thay đổi hình dạng, coi như là thẩm mỹ có thể thay đổi được hình dạng của chúng sanh, vậy có cái nghiệp có thay đổi được không bạch ngài? Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, con kính nhân Bích Đến Ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Cái nghiệp nó thay đổi không có được. Nếu mà nghiệp nó thay đổi được, người ta sẽ làm được nhiều việc lắm. Chúng tôi xin thưa chư quý vị là bây giờ vậy đi. Một cái xác á, nó do nghiệp từ lúc tái tục, tức là nghiệp trong kiếp quá khứ, và nó được phát sanh cũng từ cái nghiệp quá khứ để phát sanh trong thời bình nhật. Là nhớ là sắc phát sanh có hai thời, thời tái tục và thời bình nhật. Thì những cái sắc nào phát sanh vào thời bình nhật á, nhiều khi nó cần một số cái phương tiện ở đời, nhưng ở đời đó nó phải dựa vào cái nghiệp của người đó, nghiệp mà cho cái quả là sắc phát sanh thời bình nhật á. Ví dụ bây giờ cái người đó bị bệnh bệnh gan nha, cần thay gan, hay là bệnh ung thư máu cần thay tủy gì đó, thì họ hỏi nếu cái người đó không có nghiệp trong quá khứ để nó cho cái sắc sanh trong cái hiện tại này đó, có ai mà cho họ cái những cái cơ phận đó không? Mà nếu cho họ những cái cơ phận rồi đó mà cái nghiệp hiện tại nó cũng cũng không không có đủ điều kiện đó, ví dụ như bây giờ mình ở South Africa đó thì ai thay cho, đúng không? Thì phải ở những cái xứ mà có khả năng để thay, không ở Mỹ, Âu Châu này kim sùng, chứ còn nếu mà ở cái Amazon đó, thì ai thay cho, nên nó phải có nhiều cái điều kiện, nghiệp không thể thay đổi được, nhưng mà cái nghiệp mình tạo điều kiện để cho cái đó nó có thể thêm bớt cái gì thì được, chứ còn nếu mình nói là mình thay đổi nghiệp là không có được. Cái nghiệp khi mình tạo rồi đó, nó có bốn chuyện để nói đó, tùy theo, nhưng mà nói đây bốn chuyện: chuyện cho quả, có thể cho quả trong kiếp hiện tại, có thể cho quả trong kiếp kế, có quả cho quả trong kiếp kế kế nữa, và có thể không cho quả. Cái nghiệp không cho quả thì muốn nghiệp không cho quả thì mình phải tạo điều kiện, ví dụ điều kiện để cho nghiệp nó trở thành vô hình nghiệp như thế nào. Cái dễ hiểu nhất là bây giờ nếu cô Nhật Bình mà đắc đắc sơ quả đó, tức là đắc tu đà quần rồi đó, những cái nghiệp nào làm trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp mà đưa đi địa ngục đều chấm dứt, nó không có khả năng để cho quả thành vô hiệu nghiệp liền đó. Thì cái nghiệp hiện tại là cái mình tạo cái điều kiện để cho nó không có cơ hội nó cho quả, chứ còn nếu mà mình không có tạo điều kiện gì đó thì tới chừng lúc mà nó đủ duyên là nó phải cho quả, nhưng mà như thế nào đi nữa thì nó không có đủ cái khả năng của nó, thì cái nghiệp nó cũng không có thể cho quả, dầu rằng mình có muốn đi sửa đi diễn vậy thôi. Mà khi mình sửa cái đó, tức là mình tạo cái hành động để mình kích thích cho cái sắc nó phát sanh trong cái thời bình nhật dựa theo cái nghiệp cũ của mình, chứ còn nếu không thì cũng không thể làm được. Không. Mà cái sắc nó phát sanh mới nó cũng vô cái nghiệp cũ nó mới có được, chứ nó không thể tự nhiên mà nó có, không có gì tự nhiên mà nó có đó. Nếu mà nó có thì khỏe rồi. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, sa thú con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, hồi sáng con ngồi con nghe giảng thì con suy nghĩ vậy, vậy con thấy có những câu chát giống như có thẩm mỹ sữa. Dạ, nên con chợt nghĩ ra được điều này, và bây giờ con được ngài giảng giải thì con rất là hoan hỷ. Dạ, nghiệp mình không thể thay đổi được, mình chỉ có làm cái điều gì hiện tại có thể gia giảm. Dạ, con tri ân ngài. Con xin được đọc câu của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong câu Anicca Vata Sankhara, các hành là vô thường, chữ Sankhara ở đây hiểu theo nghĩa
ba phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Trong 12 duyên khởi, hai theo nghĩa pháp hữu vi, nói chung 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. Dạ, Nhật Quỳnh không biết vị này hỏi cái gì. Dạ, con kính nhận mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Chư hành trong duyên khởi đó, chư hành đó chỉ có một pháp mà thôi, tức là tâm sở tư mà thôi. Tâm sở tư mà thôi. Còn chư hành mà trong cái câu mà sắp bê sẵn khả ra ni cha đó, nếu là câu mà sắp bị sẵn ra chả thì chữ hành đó mới là tâm tâm sở sắc, tâm sở sắc. Còn chữ biết cha và chả khả ra này không biết nó nằm trong cái đoạn nào, nếu mà cái gì hỏi biết chat lên thì sư mới tìm cái chi pháp của nó được. Chứ còn nhiều khi nói mà một câu mà trống trống như vậy đó thì rất là khó mà để nói cho nó chính xác. Thường thường nó chỉ sẵn ra mà nó không có đi theo cái chỗ nào á, thường thường nó chỉ cái đó mới chỉ chung cho tâm tâm sở sắc được. Bởi vì cái đó là ấy, ví dụ như chữ hành mà thôi mà nó nằm trong hành quấn á, thì chữ hành đó, nó chỉ có 50 tâm sở thôi, mỗi chỗ nó khác nhau, chi pháp thì nhiều cho nó không có giống. Nên khi mình nói ra do nào phải nói câu đó từ từ cái đoạn kinh nào mới được, để mình dựa vào đoạn kinh để biết cái chữ hành đó nó nằm, cái chữ đó là chữ Bali nó nằm chỗ nào thì mình mới tìm được chi pháp được. Chứ còn không biết nó nằm chỗ đó thì rằng cái câu đó mình nói hoài đi nữa mà mình không biết nó nằm ở chỗ nào đó thì tìm ra cái chi pháp chính xác rất là khó. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Định Tuệ Song Tu, và con thấy Định Tuệ Song Tu đã tri ân ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Nguyên Như ra đầu tràng. Nguyên Như có câu hỏi gì không? Nguyên Như, dạ, Buông Bỏ có câu hỏi gì không? Dạ, mời Nguyên Như. Nam Mô Bích Thai. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, dạ, con xin kính đảnh lễ ngài Chư Đức, con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, và con xin kính chào đạo tràng. Dạ, Bạch Sư, Nguyên Như có một cái thắc mắc á, là khi mà cái lưỡi mình á, là khi mà mình ăn đồ ngọt, đồ chua, đồ cay, đồ chát, đồ đắng thì cái đó là thuộc về thiệt thức, nhưng mà khi mà mình nói về cái độ cứng độ mềm thì cái đó lại thuộc về thân xúc chạm, không phải thuộc về thiệt thức nữa. Như vậy á, thì khi mà con giải thích về cái giống như một một cái tiếng trống hoặc một cái quả mìn to thì là to, nổ ra một cái đùng như vậy thì mình nghe rất là điếc lỗ tai. Xong rồi cái lúc đó là cái thân mình cũng bị dao động, như vậy là cũng có hai thứ là thân xúc chạm và cái nhĩ thức mình nghe, phải không Bạch Sư? Dạ, xin sư giải thích lại cho Nguyên Như chỗ đó ạ. Dạ, con xin nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra nó vô lưỡi rồi cái mình biết ngọt, cái đó không phải là thiệt thức nữa rồi. Thiệt thức nó tích tắc cái chỗ mà nó chạm thôi. Còn biết ngọt cái gì là nó ở trong cái lỗ ý rồi, chứ nó không còn ở trong cái lỗ thiệt thức nữa. Tương tự cho tất cả cái khác, mình nghe cái đùng tích tắc cái chỗ đó đó, nhưng mà mình biết đùng là cái gì đó là cái khác rồi. Là cái đó lỗ ý. Bởi vì cái lỗ mà ngủ đó, mỗi lần nó phát sinh nó chỉ nhận có một điểm mà thôi nha, nó nhớ một điểm mà thôi, rồi nó xuống lỗ ý liền. Nếu gì nào học nào mà bữa nào học tới lúc nào mà kinh Minh Thần Đá dạy nè, thì sẽ thấy ví dụ như nhận thức đi, nhận thức nó phải thành một lỗ một thôi, rồi xuống đó là ti tặc khá ná quy thủy sa mô hoặc khá ná quy thủy đó. Nó đi một loạt hàng tỷ tỷ cái lộ trình tâm mình mới biết nó là cái gì, thì lúc đó nó thành chế định, biết ngọn bùi này kia xong là chế định rồi, chứ không còn là cái thiệt thức hay là cái ấy. Lỗ tai nghe cũng vậy, thành ra mình giải thích cái đó nên dựa vào lộ trình tâm để giải thích. Bởi khi mà nó nghĩa là nó phát sinh một điểm
rồi tới nó xuống cái lộ ý, nó ghi nhận cái điểm đó là quá khứ, rồi nó trở lại cái lộ lộ nhãn đó, nó ghi thêm một điểm nữa, nó thấy này, nó nghe ngửi nếm một điểm nữa, rồi nó trở xuống cái lộ thứ hai để nó nhớ cái điểm đó, nó xuống cái lộ thứ ba là cái lộ mà gọi là sao một cái, là nó nhớ hai điểm nó, mà nó nhớ nó khoảng chừng vài trăm ngàn tỷ lộ trình tâm rồi thì nó mới thấy cái lộ thứ tư, thì lộ thứ tư gọi là ạch thật khả năng quy thủy hoặc sợ mượt khả năng quy, tùy theo lỗ nhãn rồi lấy gì đó. Đó thì ra cái lỗ, nếu mà lỗ lỗ mà nó giờ cái lỗ đó mà nó đi theo cái lỗ mắt á thì mình thấy thấy cái đó là cái gì thì gọi là ạch thật khả năng quy thủy, cái hình thức á. Còn nếu mà nó đi lỗ tai thì cái lỗ đó gọi là âm thanh, đó là âm thanh gì, ví dụ mình nghe một câu hát mình tưởng đâu mình nghe được nguyên câu hát, không có, nghe từ chấm tới thành câu hát là biết câu hát của ông Kinh này, ông Ngâm hay là cái gì, nghe tiếng đờn của ông Quỳnh là biết biết ông Kinh đang đờn, cái đó là nó qua lỗ ý hết rồi chứ nó không còn nằm trong lỗ ngủ nữa đó. À, nói tới đó cái ông Kinh chưa đó. Đó thành ra để ý đó nghe, chứ còn không cái đó coi chừng. Còn cái câu về đèn tôi bớt lên anh cho tại không ra thì chỉ thẳng ra này là tâm tâm sở sắc luôn, nghĩa là tính hết chứ không có, không phải là một pháp. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Bích Thầy, dạ, con chờ tín hiệu Nguyên Như, con thấy Nguyên Như đã chắp tay rồi, dạ, tri ân ngài rồi. Nam mô Bích Thầy, dạ. À, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Nguyên Như, cảm ơn câu hỏi của Nguyên Như và ngài đã trả lời cái câu của định tuệ song tu luôn rồi, định tuệ song tu có già rồi, xong là coi như là một lúc sư giải quyết được hai câu hỏi luôn. Dạ Nam mô Bích Tha, dạ, bây giờ thì một lần nữa Như Quỳnh kính mời bằng tay quý vị mời những câu chết chát ạ. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ con chưa thấy cái câu chết chát, con cũng chưa thấy bằng tay. Dạ ngài cho con hỏi một câu là bất thiện mà nó sanh lên là do nghiệp quá khứ hay là do ngay cái đời hiện tại này mà nó sanh lên tâm bất thiện mà ngài. Dạ con kính dân bích đến ngày Nam mô Bụt Đà. Nam mô Bụt Tha Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tâm bất thiện nó sanh đời này là nó tạo nghiệp mới, còn cái tâm bất thiện đời trước thì nó cho nó xuất hiện đời này không có được, nó phải cho cái quả. Nó gây hậu quả đó, 17 cái tâm quả bất thiện vô nhân diệt đó, hay là kiểu đó. Mà khi nó xuất hiện cái kiểu đó rồi đó, trong cái lộ đó đó, cái lộ mình thấy nghe ngửi nếm đó, nó có động tốc, thì cái động tốc đó nó là bất thiện, tức là mình tạo nghiệp mới lúc đó liền, mình nhận được quả mình tạo nghiệp mới đó liền. Mình nhớ mình không bao giờ mình cần nghĩ cái việc tạo nhân, mình là nhận quả rồi tạo nhân nhận quả trở lại ha. Đó thí dụ như bây giờ đó mình nghe là cái động tốc đó thích hay không thích liền làm tạo tạo nghiệp mới liền, là tạo nghiệp mới liền chứ không nói thế nào đó. Mà nghiệp cũ nghiệp gì đó là mình khi mình làm rồi là nó diệt, là nó có cái để lại cái dấu ấn nên nó cho quả mà thôi, chứ nó đã diệt rồi thì nó đâu còn sanh trở lại được nữa, không sanh trở lại nữa. Mình nhớ tất cả các loại mà tâm hay danh sắc là chỉ phát sanh một lần trong đời một ngày nào đó, trong bao nhiêu tăng kỳ chứ phát sanh lần đó chứ không có lặp đi lặp lại được, nó diệt rồi tới cái khác, diệt rồi tới khác, mới hoài mới hoài mới hoài. Đó, nó sanh là nó diệt, diệt là cái nó ra nhân để cái khác rất là giàu, rằng nó phát sanh đó, nó sẽ nó chỉ có bao nhiêu chuyện thôi, tức là tâm nó trắng là chỉ có 121 chuyện đó thôi, nhưng mà mình nói thiệt thế đó là chỉ có 81 chuyện thôi, 81 tâm thiệt thế, nó sanh gì sanh gì hoài, nó là bị lặp lại, nhưng mà tại cái tên nó giống sanh nó khác nhau, bởi khi nó làm cái nhiệm vụ như vậy nó gọi tên, ví dụ cái tên đó là động tốc thì khi nào nó sanh trong cái chỗ đó làm cái việc đó thì mình gọi là tâm động tốc thiện hay bất thiện, nhưng cái đó là tâm mới hoàn toàn, thì khi nó
diệt xong rồi mai mốt cái khác lên cũng là tâm bất thiện, nhưng là tâm mới hoàn toàn chứ không phải cái tâm cũ nó lặp lại, không có tâm cũ nào mà nó lặp đi lặp lại được hai lần nữa đó. Đó thành ra thì tới đời mình chỉ hai việc thôi, nhận quả rồi tạo nghiệp mới. Thì cái nghiệp mới mai mốt nó cho quả, mình nhận cái quả rồi tạo nghiệp mới, cái nhận quả tạo mới, nhận quả tạo mới hoài không bao giờ chấm dứt hết đó. Trừ phi mình đã đắc đạo quả thì tới cái tâm tử đó là cái tâm cuối cùng trong cái luân hồi này, trong ba cõi sáu đường luân hồi này là không còn ấy được. Thành ra khi quý vị đọc cái câu mà kinh từ bị kinh đó, đã sanh hoặc đã chưa sanh hoặc đã sanh ra đó, cái đó mình dịch cái là dịch cái đó là sai, nó không đúng như cái đó. Ở đó đó phu ta qua sẩm bà quê sĩ qua, phu ta qua là cái sanh và không còn sanh nữa, tức là chỉ cho bậc A-la-hán, còn sẩm bà quê sĩ tức là bốn cái bốn hạng phàm nhân và ba hạng tinh, tức là sanh già sẽ sanh ra đó, trở lại là vậy đó, tại vì chưa chấm dứt được cái luân hồi này. Thành hai cái đó là hai cái chữ đó là chỉ cho tám hạng người, cái chữ phu tạ là chỉ cho bậc A-la-hán mà thôi, còn cái chữ sẩm phá quê sĩ đó, phu tạ qua sẩm phá quê sĩ qua đó, thì chữ sẩm phá quê sĩ đó chỉ cho bảy hạng người khác, tức là bốn phạm nhân và ba thánh nhân mà thôi. Thành hai cái đó rồi chứ còn mình dịch theo tiếng Việt đã sanh hoặc đã chương ra mình không có phân biệt được, cái đó là mình dễ hiểu lầm lắm. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ bạch ngài, nguyên như có một câu hỏi nữa là con thắc mắc khi mà mình nói trong cái thế giới của mình đó bạch ngài, nó có nhiều cái giống như là những cái thế giới quan khác nhau, rồi tất cả giống như một cái hộp, một cái lụ vậy đó. Thì nếu mà mình làm phước, mình lên sanh lên cõi trời, lên tứ thiên dương hay cõi trời dục giới hay là vô sắc giới, sắc giới gì đó, thì cái đó trời chỉ là trong phạm vi của dải ngân hà của mình, hay là cứ mỗi mẹ có một cái 31 cõi riêng vậy? Mà con thắc mắc cái chỗ đó. Rồi cái người từ châu khác rồi họ họ lên là cũng là một cái trời đó, hay là cái người từ cái châu khác đó thì lại có cái cõi trời của cái châu khác của họ bạch ngài? Dạ con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, cả vũ trụ này hàng ngàn tỷ cái galaxy này đó, thì nó mỗi một cái vũ trụ của nó đó, nghe tam thiên đại thiên thế giới rồi này kia rồi đó, thì mỗi cái vũ trụ nó có 31 cảnh giới, mà hàng ngàn cái đó thì cứ nhân lên. Nhưng mà thường thường đó chúng ta chỉ luân hồi trong cái thế giới mà chúng ta đang có, thường thường trong đó. Khi nào chúng ta đi là khi nào giờ tới tới sau Di Lặc ra đời rồi đó, thì là cái thế giới khác được chơi, lúc đó mình hết đường đi rồi ha, nó hết đường đi rồi đó. Bởi vì tại sao nó nổ tung bảy cái thế giới, nó nổ tung được tại vì lúc đó bảy cái mặt trời nó đi từ đâu không biết, nó đi qua đi lại gì không trung, mà lúc đó nó gần nhau quá, cái sức nóng của cả bảy cái mặt trời đó nó làm nổ tung bảy cái thái dương hệ này nè đó, bảy cái thế giới mình là một trong bảy cái đó đang sống này nè đó, nó đi tới ngã nào không biết nhưng mà lúc đó nó gần nhau quá trời rồi, cái là nó chịu không nổi, nó tự động là nó gọi là Big Bang là như vậy ha. Rồi không biết bao nhiêu lâu nữa thì nó lặp lại, thì mình từ cõi cái thế hệ nào mà nó nằm ngoài, nó không bị nổ cái này đó, cái mình trở lại gì đâu, mình nếu mình muốn trở lại còn không, mình qua đó chắc chắn mình đó chắc cũng có người độ mình được chứ sao không độ được đó. Bởi vì mà cái quay lực của một Đức Phật là xa xa hạt xa 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 tạ là 100, xa xa là 100.000, 100.000 cái vũ trụ mà thôi, như là cái chu vi mà cái quy luật của cái một vị Phật ở đó, còn ngoài đó thì không biết có gì nào không thì không thấy nói tới. Nam mô Bích Thầy á. Nguyên như bữa nào rảnh vô đánh nhậu Google không tìm để tích truyện vua Bình Sa đó, để thấy rồi mình đâu phải mình ở trong một cái trái đất này mà hoài được đâu.
Bởi vì thân nhân vô bình xa xưa mà ăn của tăng đó để biết là sanh ra làm ngạ quỷ đó. Sống tới nỗi trái đất sanh diệt 71 lần. Chứ 91 lần 91 cái trái đất nó mới trở lại được làm người đó ha. Đó, từ cái thời mà nào đó không biết. Rồi một thời gian sau đó có trái đất mà không có người, những trái đất là không có ấy này kia, rồi 91 kiếp trái đất luôn để được sanh lại nhờ vô bình xa dương mà, học trò của Đức Phật này, ngài mới dạy cho cách hồi hướng và làm gì ông sùm đó là họ mới thoát được đó. 91 kiếp trái đất nó đâu giống nhau đâu, 91 nhưng mà cũng ở trong thái dương hệ này cho tới khi nào nó nổ thôi rồi mới đi cho qua cái chỗ khác. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Nguyên Như. Cảm ơn câu hỏi của Nguyên Như. Dạ, bởi vì càng học thì con thấy con càng ngu. Dạ, không biết Nguyên Như có thấy gì không? Chứ Nhật Quỳnh càng học, Nhật Quỳnh thấy càng ngu. Chỉ có Phật trí thì mới có thể biết được những cái chuyện như vậy. Bây giờ mình đây mà nói với người thường như lúc trước thôi, của Nhật Quỳnh thôi, thì người ta nói là quạt đường. Nguyên Như có đồng ý không? Giờ nhờ mình học hoài thì mình nghe những lời của ngài giảng thì rất là chí lý. Chỉ có Phật trí mới có thể thấy được những cái việc như vậy. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời những câu chết chát, mời những bàn tay. Dạ, một lần nữa con thành kính tri ân ngài rất là nhiều đã giảng giải câu hỏi cho Nguyên Như. Con thấy con càng ngu thêm. Rồi mời Nguyên Như. Dạ bạch ngài, con có một câu hỏi nữa. Câu hỏi này thì cũng có tính chất tổng quát. Tự nhiên có nhiều người bạn đó bạch ngài, thì họ có tìm hiểu rất là nhiều đạo. Cái đạo nào họ cũng đi họ tìm hiểu, những người làm trong sở con cũng vậy. Nhưng mà khi mà nói tới á, thì họ lại nói cái đạo nào cũng hay hết, cái đạo nào họ cũng thích hết. Mà bây giờ họ rất là lúng túng, họ không có biết họ thích theo đạo nào hơn. Tự vì những cái việc mà những cái đạo đó làm thì họ cũng thấy có sắc rồi, cụ họ cũng có tổ rồi, có thần có thánh này kia, nó cũng có nguồn gốc, thì thành ra nghe cũng như là ngon lành lắm mà. Nhưng mà con không biết là nếu mà một người mà có cái tâm trạng như vậy á, thì nó có lợi gì cho họ và nó có hại gì cho họ bạch ngài. Thí dụ như mình đã biết con đường mình đi rồi á, thì nó rất là dễ, mình không có mất thời gian. Nhưng mà gặp những người như vậy thì nó làm sao bạch ngài? Và con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn này. Dạ, kính thưa cho quý vị, nó tùy theo cái cộng cái hiện nghiệp, cái biệt nghiệp của họ thì họ xấu rồi, nhưng mà cái cộng nghiệp đó, cộng nghiệp những người ở âm thanh có giúp được họ hay không, nhưng mà thường thường cũng không có giúp được, nó rất là khó là vậy đó. Hồi xưa đó, hồi chúng tôi còn dạy ở Thái đó, có mấy ông bác sĩ của Mỹ nè, ông có nói là những cái chuyện mà ví dụ tái sanh là kia Đức Phật có dạy không, tôi nói có chứ, thì chúng tôi mới đem cái sắc về cái sắc ra để nói là bào thai mới vô như thế nào rồi năm tuần về từ 11 tuần này kia ông sùng đó, mấy ông đông dỗ tháng nó cái này tôi biết rồi, hỏi biết đâu, nó tôi học bên y khoa vậy đó, tôi nói ông học qua lâu rồi, nó nói là đây là tôi ra trường được vài năm rồi. Nên Đức Phật nói 2.000 mấy trăm năm về trước là ông ơi, nhưng mà ông ta vẫn tin vào cái thế gian pháp nhiều hơn là cái điều mà Đức Phật đã dạy. Bởi cái thế gian pháp là ông ta chính ông ta học để thành cái đó, còn học trong đó. Còn cái của mình là Đức Phật để lại qua kinh điển mà thôi. Ngay cả những người mà tu theo đạo Phật mình cũng có những cái tư tưởng rất là quái dị. Cứ nghĩ là cái tập tâm tạng nhiều khi nó cũng nghĩa là không có được hòa hảo này kia dùng. Họ đâu có biết cái tập tạng là những cái vị mà tứ thánh A-la-hán hồi xưa không, chứ đâu phải đâu. Tới chừng qua cái lần mấy lần sau cùng thì mới phạm nhân nhiều, chứ còn mấy cần đầu là toàn là bậc A-la-hán mình đi nói vậy là nó không có chính xác. Thành ra cái chuyện mà cải chánh tri kiến họ rất là khó, nó không phải dễ đâu. Họ thấy là họ biết đúng nhưng mà họ không có tin, tại vì trong đầu óc họ bao nhiêu kiếp hoặc cái tiền nghiệp họ đã như vậy rồi,
nó đã vậy rồi, nên nó không có cơ thể mà ấy dễ dàng. Cái thứ hai, những cái tư tưởng đó, đó đi thành ra khi mà đi qua giờ những cái tôn giáo khác rất là dễ hiểu lầm, mà đa số người ta tới thì Phật giáo người ta đều hiểu lầm đó. Có những ông mà ông bị nhức đầu kinh niên giùm chồng đó, thì cái đó là nó họ mới qua bên Thái Miến Điện họ đi hành thiền, hành thiền cái họ hết cái bệnh đó, họ nói à hành thiền để chữa bệnh đó. Tức là cái tư tưởng nó sai lầm liền. Vậy Đức Phật không có chỗ nào mà kinh điển dạy nó đi hành thiền, đi hành thiền là để chữa bệnh cả à. chỗ đó đó, nhưng mà tại vì cái hết bệnh của họ là cái quả đương nhiên khi họ tạo thiện pháp, mà thiện pháp rất là sâu sắc, thiện pháp này đó, thì cái thiện pháp đó nó giúp cho cái tứ đại này điều hòa, thì nó làm hết một số chứng bệnh. Bởi vì cái bệnh của mình nó phát sinh do nghiệp, do vật thực, do tâm, do thời tiết đó. Thành ra có những cái là mình tạo thiện pháp thì nó giúp đỡ mình ngay cả những có những cái bệnh mà gọi là kinh niên đó, nhưng mà ở thực thiền thời gian sao vẫn hết được như thường, là tại vì mình tạo thiện pháp thì cái thiện pháp đó nó giúp cho mình chứ không ai giúp mình đó đó. Nhưng mà nói thiền để chữa bệnh thì cái chuyện đó mình coi thường cái những cái điều mà Đức Phật dạy, không thì không phải để chữa bệnh, mà cái hết bệnh là cái quả đương nhiên của pháp hành như vậy, thành ra mình phải hiểu vậy đó. Thành ra cái người mà có những cái tư tưởng giống như Nguyên Như hỏi đó, nghĩa là mình dùng theo danh từ cho nó quay là độ họ rất là khó, độ không được đâu. Ngay cả thời Đức Phật nó phải nói chứ, Ngài cùng hàng ngàn chư vị nó nâng đi hoằng pháp vậy đó, nhưng mà cái số người không có tin Ngài ra nhiều hơn số người tin Ngài. Thành ra khi mấy ngày Niết Bàn cái là Phật giáo suy di liền lại như vậy đó. Đó, ngay cả bây giờ cũng gì đâu, quý vị lên mấy room này, học theo hệ năm truyền thì dạy bao nhiêu chuyện không chưa nghe, nhưng có cái chỗ nào đó nói không sao đâu, chờ ngáp ngáp với tôi lại tôi hộ niệm cho cái là có ông nào đóng rước về về mà đi tin được, thì quý vị cứ nghĩ thôi. Thành ra gặp những người có thể dẫn dắt họ được thì nên làm, mà không dẫn dắt được thì nên nghe theo lời Đức Phật, không nói đúng lời chánh pháp thì im lặng. Chứ nói ra rồi nó quan trái mà nó còn không tin mình đó. Nó mô bích thai vậy. Dạ, sa thủ lành thai. Chúng con thành kính tri ân Ngài rất nhiều. Cảm ơn câu hỏi Nguyên Như. Dạ, ngày nay có những câu hỏi làm cho con mở con mắt ra. Dạ, rất là sa thủ. Bởi con thường nói câu là càng học con thấy con càng ngu. Dạ, phải nói là như vậy đúng. Dạ, Nhật Quỳnh cũng xin lỗi Quỳnh Kinh. Dạ, lúc nãy Nhật Quỳnh hỏi một câu mà Quỳnh Kinh chắc lên làm thầy mắc cỡ. Dạ, đi cái tâm của Nhật Quỳnh mới học ghi dự pháp thôi. Thành ra cái chỗ mà quả đó, quả bất thiện và tâm bất thiện đó, Nhật Quỳnh còn lấn cánh lắm. Nên lúc nãy Nhật Quỳnh hỏi thì Ngài đã dạy thì Nhật Quỳnh hiểu được rồi. Dạ, nên Quỳnh quan hỷ ngàn, không có gì mắc cỡ hết á. Tại vì Nhật Quỳnh là như vậy rồi, phải không Nguyên Như? Là như vậy rồi nên mới học. Mà may mắn là bây giờ học thì chút chút, chứ còn hồi xưa nhìn vô bản niêu thì như đóng rừng, và nghe quý sư giảng về diệu pháp thì giống như là đi lạc trong đêm. Dạ, nên là bây giờ như vậy là mừng lắm rồi đó. Dạ, Nhật Quỳnh mừng lắm rồi. Dạ, nó một hai giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, mời có những câu chết chát và có những bàn tay ạ. Sài Gòn ơi, Sài Gòn vô sao? Lúc nãy thì nghe không được, rồi nghe được rồi. Bây giờ Sài Gòn đâu rồi? Dạ, Sài Gòn có câu hỏi không? Dạ, Như Thật có câu hỏi không? Xích niệm từ chị Meta. Dạ, kính mời tất cả những bàn tay và những câu chết chát. Dạ, chưa có câu hỏi, con xin hỏi. Mến chào Nguyên Trang. Nguyên Trang giờ về nhà chưa? Có câu hỏi không? Dạ, bạch ngài, con thì con rất là đời thường. Dạ, con rất là đời thường. Thí dụ như con mấy ngày hôm nay đó, con hay dùng hột gà. Thì con đập gà ra đó bạch ngài, thì con thấy nó có
một cái giống như nó có cái nhưng, đại khái giống như mình nói như ở Việt Nam đi, là giống như nó có giống, nó có trống, và nó có trống. Thì ban ngày như vậy á, thì khi mà mình ăn những cái hột gà như vậy đó, mình có mang tội sát sanh không ngài? Tại vì nếu nó có trống đi nữa thì mình cũng phải qua cái giai đoạn ấp đồ này kia thì nó mới nở ra thành con. Mà con giờ mình đâu có biết, mình chỉ mua hột gà trắng thôi, mình không có mua hột gà lộn, nhưng mà về mình đập ra mình thấy như vậy. Và con câu câu hỏi của con là như vậy, mình phạm vào tội sát sanh không bạch ngài? Nam mô Bụt Thaya, con kính dâng bút đến. Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ kính thưa chư vị, phạm tội sát sanh là khi nào nó đủ chi kìa. Chúng sanh có tính, biết chúng sanh có thức tánh, có tác ý giết ra sức giết, chúng sanh đó đi đoàn tụ thì mới phạm. Còn thường thường mà nó không đủ chi thì nó khuyết cho này khuyết cho nọ, sau này nó có thể thành những cái quả vô tình. Những quả vô tình là sao? Biết đâu nó kiếp nào mình sanh lòng gà đó, giờ trùng vô đó cái nó đem thì nó luộc. Thì cũng vậy rồi, nhưng mà đừng nghĩ sai cho mệt. Mình làm gì đó mình cái tâm mình nó trong sạch theo như Đức Phật dạy là tam tịnh nhục là được rồi. Nghe mấy chuyện đó nghĩ nghĩ nhiều quá rồi nó chứ nó bị ấy là này kia ông sùm rồi mà tôi gà thì không có luộc ngay đâu, cắt cổ đó, còn mình ở trong trứng thì nó luộc liền chứ không có giỡn đâu. Thành ra đó là những cái mà mình muốn biết như thế nào thì phải dựa vào một số điều kiện, tức là mình nói chi pháp này kim xong đó, hoặc là những cái môi trường của cái việc làm đó. Bởi vì có nhiều khi mình làm nó không có phạm giới, nhưng mà có thể là mình là cái nhân để cho cái điều khác nó phát sanh này nó cũng nguy hiểm cho mình. Ví dụ như bây giờ mình bán rượu đi, nó không có phạm giới, không có giới nào cấm bán rượu đó, nhưng mình là cái để cho người khác làm bậy, người khác say sưa rồi này kia không sụp đó, thì cái đó nó rất là mình không hiểu không tới, phải nói hiểu không tới, bởi vì mình phải nghiên cứu học hỏi để thấy những cái đó. Có những cái chuyện nên làm, mà có những cái chuyện dầu rằng mình nghĩ nó là tốt thì nó cũng không nên làm, nếu mà nó có một cái quả mà nghĩa là cái bằng side effect đó, thì cũng không không có nên làm. Đó, thí dụ như những cái điều mà Đức Phật cho rằng là không nên buôn bán, không nên làm gì đó, dù bán rượu bán này bán nọ đó, thì nó đâu cái đó anh không có phạm giới đâu, nhưng mà mình làm cái nhân để cho người ấy. Còn hoặc là ví dụ như quý vị đi chùa với không để quý vị vẫn có thể làm mát vậy như thường, quý vị biết tu sĩ thì không ăn sao ngọ, mà quý vị tới tới trễ mà không có coi giờ rồi đem đồ ăn mà dâng cho ông sư hay là bà sư ăn mà quá ngọ đó, quý vị là cái nhân để cho giới người ta bất tịnh. Nó có những cái mà mình phải để ý để mình làm cho cái việc làm của mình là thiện thì nó phải tốt đúng ba thời bốn thời, còn nếu mà không làm thì thôi, chứ đừng có làm mà nó lọt vào những trường hợp đó thì mới không nên. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú con thành kính tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ, con kính tri ân ngài rất nhiều. Quỳnh kinh câu chết chát không thấy câu hỏi. Ồ, dạ con thấy câu hỏi rồi. Quỳnh kinh ngồi đó nha. Dạ, con xin đọc câu hỏi của tu học Phật pháp. Thưa sư, bậc thánh tứ quả đã diệt tuyệt không còn nghiệp quả, không còn nghiệp quá khứ, hai nghiệp quá khứ tuy vẫn còn đó nhưng không có khả năng cho quả. Dạ, con không biết vị này muốn hỏi cái điều gì. Con kính dâng bích đến ngài, chắc ngài hiểu. Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá Kinh Bạch này. Dạ kính thưa chư quý vị, Phật tứ thánh quả là thì nghiệp ta mới thì không có tạo nữa, nhưng mà nghiệp cũ vẫn còn, vậy làm sao không còn được? Nhưng mà cái nghiệp cũ nó có khả năng nó cho quả hay không đó thì còn đó là còn tùy theo cái môi trường sống của vị đó. Quý vị nên nhớ nó theo cho quả thì cái nghiệp mà nó theo cho quả rồi thì ai cũng phải đổ lệ đó. Như cái vị học trò của ngài Sariputta, tức là Lokatissa Thế Đá đó, thành ra thì là
con của người trong cái làng đi đánh cá. Lớn lên thì nghe bắt đầu đói, từ đó lớn lên gặp được ngài Xá Rùa Tạ, ngài cho theo ngài đi tu, và chỉ no lòng khi cái ngày cuối cùng để niết bàn mà thôi đó. À, nghĩa là đói triền miên, đói không người lái luôn đó. Cái nghiệp xấu mà nó theo rồi đó thì đừng bao giờ ấy đó. Cái người thứ hai đó là ngài Múc Hành La Ná đó, nó theo kịp, nó vẫn bầm như thường. Dầu đất tức đánh quả không có thần thông nữa đó, không? Nghĩa là năng lực của thần thông không thể chiến thắng năng lực của nghiệp được. Nó theo, nó tới nơi là nó bầm thế, nó bầm ngày sẽ Múc Hành La Ná để nó làm tương cự đà đó quý vị thấy không? Thành ra không tạo nghiệp mới, nhưng mà nghiệp quá khứ nó theo lúc nào thì nó đòi nợ lúc đó, chứ không có đường nào mà nó ôi khỏe re rồi không có sợ nữa. Sợ không sợ, trừ phi cái tâm tử phát sanh thì không sợ, thì không có kiếp sau. Nhưng mà nếu mà tâm chưa phát sanh thì vẫn còn kiếp, thì nguy hiểm nhiều. Còn mà bậc tứ thánh quả thì tâm tử không còn, còn nhưng mà tâm tái tục thì không có nữa. Thành ra nhưng mà cho tới khi nào tâm tử nó phát sanh đó, thì lúc đó mới chắc ăn. Còn 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 hơi thở là nó theo kịp lúc nào là nó đẩn nhúc cổ lúc đó như thường. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy tu học Phật pháp mà đã tri ân ngài rồi. Dạ. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. À. Mời quý vị. Dạ, Quỳnh Kinh có câu hỏi không? Quỳnh Kinh có câu hỏi không? Cứu bồ đi Quỳnh Kinh. Quỳnh Kinh đâu rồi? Cho một tín hiệu đi, còn ở trước máy không? Bậc tứ thánh quả trong kiếp hiện tại vẫn còn khổ đế. À, con xin đọc câu hỏi của tu học Phật pháp hỏi tiếp à. Bậc tứ thánh quả trong kiếp hiện tại vẫn còn khổ đế hay không thưa sư? Dạ, con kính nhân mít đến ngày Nam Mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Nhưng còn sao không còn? Ngay cả Đức Phật ngài vẫn bị nhức đầu như thường đấy. Còn thì sao không còn? Nghĩa là cái khổ đế nó vừa là cơ hội để cho chúng sanh vừa tạo nhân mà vừa lìa là hưởng quả nữa. Bây giờ hỏi ngài đó, ví dụ như hỏi ngài A La Hán là còn sống thì kêu ra hỏi ngài có nhức răng không, ngài có đau không, cái đó là thân thân thọ khổ chứ làm sao không thấy được, vẫn còn như thường. Khổ đế là gì? Bây giờ coi cái chi pháp khổ đế đó là như thế nào. 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở trừ tham và 28 cái sắc. Thì hỏi ngài còn không? Ngài còn những cái pháp đó không? Tự nhiên 81 cái tâm hiệp thế thì tâm bất thiện ngài không có. Nó ấy mà tâm quả ngài vẫn còn chứ, sao không còn? Nó vẫn theo đó chứ, mà còn tâm quả thì vẫn còn là khổ đế chứ sao không còn? Cái rõ nhất là các ngài tứ thánh quả đó vẫn có cái thân thọ khổ và thân thọ lạc như thường, với hai cái tâm, cái đó là mấy tâm quả không à, thì vẫn là khổ đế như thường. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy tu học đã đi ăn ngày rồi. Dạ Nam mô Bụt Thầy á. Dạ cảm ơn câu hỏi của tu học Phật pháp. Dạ kính mời quý vị. Nhật Quỳnh thấy Nguyên Như hả té rồi chạy vào. Như ơi còn câu hỏi không? Có hỏi nữa không Nguyên Như? Quỳnh Kinh. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng à. Dạ mời Định Huệ Song Tu à. Mời Quỳnh Đạo Quỳnh. Đạo Quỳnh còn câu hỏi không Quỳnh Đạo Quỳnh? Dạ để Nhật Quỳnh coi còn vị nào nữa. Xu Khá, Châu Nguyễn. Dạ Như Thật, Nguyên Trang. Dạ kính mời quý vị à. Quỳnh Kinh đang mất tiêu rồi. Quỳnh Kinh có thể cầm mic không? Có thể hỏi không Quỳnh Kinh?
Dạ, có câu hỏi của Như Thật rồi. Dạ, con xin được đọc. Thưa sư, bậc tùy tính hành và bậc tùy pháp hành là gì? Phải vậy không, Như Thật? Dạ, phải cái chữ bậc tùy không ạ? À? Dạ, nếu như mình đọc sai thì Như Thật sửa lại dùm. Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thai giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Này là bảy hạng thánh trong bục lá bệnh nhất thì trời chúng coi chúng tôi nhớ lại coi chứ còn cái này hỏi bất tử mấy cái này nó không phải dễ đâu, hỏi liên quan tới mấy cái này. Tại vì chúng tôi nó có cái dỗm cái là chúng tôi học cái bộ Tam Tạng Thái ra là nhiều khi quý vị hỏi bất thử không biết đường đâu mà mò. Có bảy hạng là tùy tính hành, tùy pháp hành gì đó, để chúng tôi coi thử, coi coi trên net này nó có cái bộ có thái hay không. Rồi có bảy hạng thánh nhân trong trong bộ Bục Lá Bát Nhã Thị và được giải thích trong cái bộ Paramattha Minh Châu Xã, tức là bà chú giải của Quý Sư Thi Mắt Cá đó. Thì để chúng tôi coi coi nó trúng vào chỗ nào. Thứ nhất là bậc cầu phần giải thoát, thứ hai bậc tệ giải thoát, thứ ba bậc thành chứng, thứ tư bậc kiến đắc, thứ năm bậc tính giải, thứ sáu là bậc tùy pháp hành, và thứ bảy là bậc tùy tính hành. Tùy pháp hành là thâm nú xả ri, và tùy tính hành là sạch thà nú xả ri. Thì trong cái giải thích là cái bậc tùy hành là bậc dự lưu đạo với tệ làm trưởng. Cái bậc này là khi mà hành đó thì trí tuệ rất là mạnh, rất là vững chắc. Khi mà đắc đạo quả thì cái tệ là trong ngũ lực ngũ quyền cái tệ nó mạnh lắm. Cái bậc này khi mà đắc thì trong chiếu giải gọi là đích thị bạch tạ. Còn bậc tùy tính hành đó, là bậc dư lưu, khi nào đạo đạo sơ đạo phát sanh đó, thì cái tính làm gốc, tính làm gốc tức là tính làm trưởng. Còn bậc kia là tệ làm trưởng, tức là tính tấn niệm định tuệ đó. Thì hai cái gì này, bậc tùy pháp hành đó, tệ thì làm trưởng, còn tính thì tính hành, tức là tầm tính làm trưởng nha. Đó, thành ra đó là những cái mà chúng tôi còn nhớ được trong cái sự giải thích đó, nhưng mà chi tiết thì chắc phải đây chưa, thì nào rảnh rồi coi lại chú giải cho con. Thành ra chỉ trả lời vậy thôi, trả lời sơ sơ vậy thôi. Tức là bậc thì tùy pháp hành, tức là khi đắc đạo sơ đạo đó, với tuệ tuệ làm trưởng, tuệ quyền tuệ năm cái pháp đó, đó thì tuệ mạnh nhất, tuệ làm chủ. Còn bậc tùy tính hành thì tính làm trưởng, tính làm chủ trong khi mà đắc cái đó. Thì bậc tùy pháp hành trong Bali gọi là đích thị bạch tạ. Bậc tùy pháp hành là đích thị bạch tạ, bậc tùy tính hành là sạch tạ quý mút tạ. Còn cái danh từ thông thường chúng ta biết là tham ma nú sở ri là bậc tùy pháp hành, bậc thạch tha nú sở ri bậc tùy tính hành. Nam mô Bích Thà dạ. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Ngài đã trả lời câu hỏi của Như Thật và Định Huệ Song Tu cho một chút ha. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con nghe Ngài giảng về, dạ, con thấy Như Thật nói là sa thủ kính tri ân Ngài, nếu được thì có dịp sư cho con học thêm chi tiết hai bậc cái. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Và con cũng mong rằng Ngài, khi Ngài mà giảng thêm về chi tiết của hai bậc tùy tính hành và tùy pháp hành, Ngài giảng giải thêm cho con hiểu thêm là tại sao kêu là tùy tính hành và tại sao là bậc tùy pháp hành. Và Ngài, con từ này mới quá,
con nghe con không hiểu gì hết. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính mong Ngài làm sao và nói thêm rộng ra một chút để con hiểu được hai cái từ này bạch Ngài. Dạ, con xin đọc câu của Định Tuệ Sư. Kính thưa sư, khi cho rằng vị A-la-hán sau khi mất không còn tái sanh lại nữa, có bị mâu thuẫn với việc Đức Thế Tôn đã không trả lời cho câu hỏi của bậc A-la-hán sau khi mất còn hay mất, hay vừa còn vừa mất hay không? Không phải còn, không phải mất, vì phải hiểu thế nào? Kính thưa sư, Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dâng bích đến Ngài. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn mẹ giả, kính thưa chư quý vị. Đức Phật khi mà trả lời thì Ngài dựa theo cái bản chất cái thiện nghiệp của quý vị đó. Nếu mà trả lời để họ hiểu lầm, có thể thành người đã kiến thì Ngài không có trả lời, hoặc ngược lại. Nhưng mà trong những cái thời khác thì Ngài vẫn trả lời như thường. Thí dụ hỏi bậc A-la-hán sau khi mất rồi thì như thế nào, thì Ngài có thí dụ là giống như ngọn đèn mà tắt đó. Hỏi cái ánh sáng đi về đâu, thí dụ vậy, thì tức là nó không còn nữa. Còn nếu mà hỏi mà cái với cái sự tin tưởng người ta là chết mất, còn mình nói mất thì họ cũng hiểu lầm, mà mình nói chết không mất thì họ càng hiểu lầm thêm. Thế vậy thành thường thường Ngài không có trả lời. Thành ra cái câu hỏi này nó không có gì mà nó bị mâu thuẫn cả, bởi vì có những câu, nhiều câu lắm Đức Phật cũng không trả lời. Thí dụ Ma Luân Cái Giá Vừa Tạ hỏi thế giới này trường tồn hay là không trường tồn gì ông dùng đó, Ngài cũng đâu có trả lời chi, ra không có trả lời. Thành ra có những câu hỏi Ngài trả lời mà không có sự lết, Ngài không có trả lời bao giờ. Đức Phật chỉ trả lời những câu hỏi nếu câu đó có lợi ích cho người nghe, người đó có thể hưởng được một số cái điều kiện trong pháp học và pháp hành đó. Và Ngài biết chắc rằng người đó sẽ có cái lợi mà tối thượng đó. Và sau cùng khi Ngài trả lời, Ngài cũng đều trả lời với tâm tự cả. Và có những cái điều kiện mà quý vị này hiểu thì Đức Bổn Sư mà mở lời ra là nó có điều kiện, chứ không phải lúc nào Ngài cũng nói đó. Đồng ý là Ngài cái gì Ngài cũng biết, cái gì Ngài cũng thông, nhưng có cái điều Ngài không làm được là Ngài không thể độ người vô duyên mà thôi. Giống như chúng ta ngồi đây đó, rất là vô duyên với Ngài. Thành ra không thành bây giờ ráng học đi, để sau này gặp Ngài rồi mình hỏi Ngài có nói. Chứ còn những cái hỏi về đôi khi Đức Phật không trả lời, bởi vì không có phù hợp với cái bản chất của cái người người nghe. Là một thầy dạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, Nhục Quỳnh kính mời Quỳnh Đạo Quỳnh. Dạ, một lần nữa Đạo Quỳnh xin thành kính lễ tông. Dạ, chào cô Nhật, kính chào cô Nhật Quỳnh, kính chào chư tăng ni, các vị tu nữ, dạ, các cô và các bà con cô bác anh chị em đồng đạo tràng. Đạo huynh cũng vừa có câu hỏi mà cũng vừa có một đôi chút phân bua tâm sự, dạ. Thì cũng nhân đây Đạo Huynh rất là cảm ơn sư Liễu Tông, dạ, được vô trong room này nghe cũng được 5 lần 7 lượt rồi. Thì Đạo Huynh không phải là người có đạo đạo Phật, dạ, mà càng nghe thì rất là càng cảm thấy rất là hứng thú và muốn học hỏi thêm. Và nhân đây cũng xin cảm ơn cô Nguyên Như là người đầu tiên mà giới thiệu cho Đạo Huynh vào cái room này, dạ, rằng là cái duyên rất là tam sinh. Như Đạo Huynh đã thưa, Đạo Huynh là con người không có đạo, người một kẻ giang hồ, lấy nghiệp mà con người có cái nghiệp binh, dạ, tức là phục vụ trong ngành lính, một người lính vô danh tiêu tốt thôi, dạ, rầy đây mai đó, thành thử là
tôn giáo nào cũng vô thứ, ngôi đền nào cũng vô, bái chút xíu rồi người ta giảng sao mình nghe vậy. Trên đời này có những kẻ ví dụ như là họ thích cái món, họ có ăn chay, có người thích ăn mặn, có người thì thích món này, có người thích món kia. Thì cùng một thế ấy thì con người ta về vấn đề tâm linh cũng vậy. Ngay trong Phật pháp thì cũng chia ra làm hai, làm ba, là Nam tông, Bắc tông, Mật tông và Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo ở Triều Tiên, Nhật Bổn, vân vân và vân vân. Nói như thì nói như vậy có nghĩa là đạo huynh cũng thấy mỗi cái tôn giáo nó có một cái sở trường và cái sở đoản riêng. Thú thật trong Phật giáo thì đạo Phật thì đạo huynh cũng chưa biết rõ nhiều lắm, mới tập tễnh, mới có bước vào, chưa khỏi ngưỡng của cái Phật môn. Thành thử cũng nhiều khi không dám hỏi gì nhiều lắm, sợ nhiều hỏi thì nó có những câu hỏi nó thất thố. Đạo huynh có một cái thói quen là hay ghi vào, hay mỗi ngày hay ghi ký sự những công việc mình làm, một cái thói quen là đạo huynh đã giữ từ khi bước vào nghiệp binh, hai mươi mấy năm, ba mấy mấy năm trời nay. Thì gần đây thì đạo huynh có ghi lại những cái tâm cảnh của mình trong cái thời gian gần đây, mình coi cái tâm nó phát triển như thế nào, có lúc vui lúc buồn, có lúc tham lúc sân lúc si. Thì con xin hỏi sư Liễu Tông là với một người hành giả như vậy thì mình có nên giữ một cái ký sự kêu là thiền ký đi, để mình ghi lại coi thử mức độ tu tập của mình nó phát triển tới cái độ nào, so ngày hôm nay với hôm qua, thì làm thế nào mình biết cái đường tu nó đang trên đường tiến triển hoặc là thụt lùi, mà mình có nên ghi lại rồi mình có nên hỏi ai, có nên nói chung là mình ghi lại để mình biết như thế nào là cái mình tiến hay mình lùi, đi đúng đường, đi đường chính đạo hay con đường tà đạo. Con chỉ có mấy bao nhiêu trước khi con nghĩ thêm nữa thì con xin nhường bích lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, xin dâng bích lại cho sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, có ghi cũng vô ích thôi, làm gì làm cho nó đúng nhân quả của nó. Bữa nay quên ăn lưng chén cơm nguyên kia, ngày mai quên ăn chén rưỡi quên kia, để so sánh cái ngày nào mình no ngày nào mình không no, chỉ làm nữa, vô ích ha. Cái quan trọng đó, trong giáo pháp Đức Phật đó, mình nhớ hai chuyện. Chuyện thứ nhất là nên tri túc trong ác pháp, và chuyện thứ hai là biết không nên biết đủ trong thiện pháp. Thành ra cái chuyện mình là mình cần quan sát là ngày là trong ngày hôm nay rồi, cái ác pháp nó sanh nhiều hay là cái thiện pháp nó sanh nhiều, không cần phải ghi vậy đó. Bởi vì mình làm thiện pháp mà mình không biết nữa thì thôi, chứ là mình có cũng vô ích thôi. Thành ra cái quan trọng là mình phải ráng cố gắng vô những cái room này học hỏi một số cái điều kiện về thiện pháp, để cho biết khi mình suy nghĩ như vậy đó, nó có đúng theo cái quy trình của nó để mình tiếp tục hay không. Bởi vì cái quan trọng nhất là mình phải biết cái suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi nói, và ngay cả suy nghĩ trước khi suy nghĩ. Bởi nếu mình không có tác ý, tức là mình không có vô ni sổ với nó, xì ca trước khi mình làm, nói hay suy nghĩ đó, nó nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ nào? Lời nói trước khi nói ra, suy nghĩ cho đàng hoàng mình mới nói. Bởi vì cái lời nói trước khi mình nói ra đó, mà mình nói không có đúng cái tiêu chuẩn của nó thì cái sự nguy hiểm là sao? Là tại vì cái đó là cái khẩu nghiệp. Mình nói rồi, chưa nói là mình chủ nhân của cái lời nói đó. Mình nói ra xong mình là nô lệ cái lời nói đó.
tức là mình nói với tâm từ thì mình là chủ nhân, là nô lệ của cái thiện pháp đó. Nhưng mà nếu mình nói ra mà mình nói cái lời ác pháp đó, thì mình sẽ là nô lệ của ác pháp đó. Thì thấy cái thân như vậy, cái ý như vậy. Nhưng mà cái đó muốn biết để làm nó thì phải học hỏi một số điều kiện về giáo pháp chứ không phải không đó. Thì thường nếu mà vô mà chịu khó nghe nghe đàng hoàng thôi á, cái room này là cũng đủ. Tại vì ngày thường thì có ngày là ngày trưởng lão Trí Đức ngày dạy cho bài 8 pháp an lành, có bữa thì ngày dạy kinh pháp cú, có bữa ngày dạy về cái chú giải là lê, kinh mi tiền nhân đáp. Những cái đó đều là lợi ích cho mình hết á, chứ không có cái nào không lợi ích hết á. Mà nếu mình được thấm nhuần những cái điều đó đó, xin thưa với quý vị đó, làm được nhiều chuyện lắm. Thí dụ như quý vị học kinh Pháp Cú ngày dạy đó, quý vị nhớ có ai chửi quý vị, thay vì quý vị gồng tay quý vị há miệng để quý vị chửi lại, thì quý vị chỉ đọc kinh câu kinh Pháp Cú đó thôi, người quý vị nó khác liền. Không cần phải ghi, không cần phải ghi là bữa trước tôi chửi lại, bữa nay tôi đọc kinh nó như thế nào, không cần ghi được đó. Nhưng mà làm sao mình có đủ cái phản ứng là nó chửi mình là mình đọc câu kinh Pháp Cú đó liền. Hay là nếu mình không đọc kinh Pháp Cú, cái câu mà thường chư tăng vô đông hay 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 đảnh lễ Đức Phật đó, thì cái câu đó là đảnh lễ một vị Phật là Nam Mô Bụt Thà Giá, mà đảnh lễ chư Phật là Nam Mô Bụt Thà Năng. Thì bây giờ mình Nam Mô Bụt Thà Giá được rồi, ai mà gồng tay lên tính quánh hay là chửi mình một câu gì đó mà mình Nam Mô Bụt Thà Giá là thấy người mình nó nhẹ nhàng liền à. Không cần phải ghi xuống chi, bữa nay mình giận 10 phút, ngày mai mình giận 3 phút làm chi nha. Đó, thành ra ráng tập đi, tập suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi suy nghĩ, để không phải thành nô lệ của những loại ác pháp đó. Và cái thứ hai là cái miệng mình nó nhại lắm, thành ra mình phải tập nhớ những cái ân đức Phật ngắn ngắn cũng được ha. Để có gì mình phản ứng bằng cách đối trị, tức là mình đọc cái đó là mình niệm lầm thầm lên vậy đó. Nó dù rằng nó có tưởng là mình chửi lại nó chửi lớn lên thì mình cũng có niệm cái đó không, rồi ai lỗi cho biết. Thì nên tập vậy đi, còn không thì những cái ngày nào mà có huynh kinh mà dạy ra vô học để biết một số vấn đề về thực tính pháp. Bởi thực tính pháp là trong nghĩa là nó trắng trong gì pháp Đức Phật dạy, những cái pháp trong cái thân mà một sải này thôi. Đó. Về tâm tâm sở sắc là chỉ nằm trong cái thân một sải này thôi, chứ không nơi đâu xa đó. Mà mình sống cả đời mình không biết cái thân mình có gì có gì có gì, thì cái đó nó phí hay là nó có lợi ha. Nó rất là phí, bởi vì Đức Phật dạy là dạy mình quay vô chứ không nên quay ra đó. Một khi mình giờ mình ta nói câu gì mình giận ra, thì mình quay vô để làm gì? Để biết cái tâm mình đang có cái pháp ác là sân hận. Chứ nếu mình quay ra là cái miệng mình nó phun ra những cái danh từ rất là khó nghe đó. Nó phải nhìn vô mình chứ không nên nhìn ra ngoài đó. Thì để đối trị những cái gì mà có thể xảy ra đó. Mà mình muốn làm được cái đó để nhất vào mà một số căn bản về Phật pháp mới được. Bây giờ không biết cậu kinh vô cứu ra tới giờ lúc ra đọc thì đọc cái gì đó. Quý vị học cái gì của Quân Kinh này không cần biết, nhưng mà quý vị cứ chịu khó học thuộc lòng đi, quý vị thấy cái lợi ích của nó. Chứ còn Quân Kinh biểu quý vị đọc với rung thì đọc cái gì già để đó từ sau đó trở lại, nó thật sự là không có thành bao giờ đó. Hồi xưa chúng tôi mới tới Thái, một chữ Thái cũng không biết, một chữ Pali cũng biết nữa. Nhưng mà trong đó có cái câu thần 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 chú hay thần thiếm gì rồi là người ta làm được mình làm được, và tối ngày cái cấm cổ đó, nghĩa là một câu Pali là nhiều khi là nói quý vị nói ra mắc cỡ viết ra rồi để ra cái nắp bình bát á, sáng đi 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 xin ăn á, sáng đi đó thấy đoạn nào mà không có người hay là không có ai mà chắp tay để mời mình thì cái ngó xuống đây đọc vậy đó. Đọc đọc riết mà bây giờ là
cũng có thể là múa may quay cuồng với chúng sanh là thường thường là vậy đó. Chứ còn nếu mình cái câu đó mình không đọc thì làm sao mình nhớ được. Mà cái gì mà nó qua nói chứ anh thấy là quả báo nhãn tiền nó đúng. Hồi xưa chúng tôi ở nước Mỹ trước khi đi Thái, tôi có quen cái ông Thái, ông du học đây nè, ông nói để ông dạy tôi tiếng, chúng tôi tiếng Thái, chúng tôi chê đồ rồi cho mấy chữ lần quăng nó học rồi làm gì, tới chừng mình đi qua Thái mình cấm đầu cấm cổ để mình trả cái khẩu nghiệp của mình, học chữ lần quăng mà chăm chú học mà thức khuya thức hôm để đọc chứ không đọc không học là tôi chỉ biết chúng tôi đi là tự túc. Cái điều kiện tự túc là nếu mà rớt là nó không có visa thêm, mà rớt là nó đuổi về, thành ra phải cắm đầu cuốn cổ mà cứ tối ngày cứ làm tầm lầm bầm như chửi ai vậy đó, để thuộc những cái gì mà cần thuộc học, thành ra cũng được chút chút để truyền lại kinh nghiệm cho quý vị trong cái room này ngày thứ bảy là vậy đó, chứ nếu không là chắc không tào lao nữa. Nam mô Bích Thầy Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh trong sự tinh pháp đồng đạo tràng này xin hay là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng này có khả năng để chấm dứt được các pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Phá tu sắp măng khê và ta sắp và bút thà nú phà về ná sà đa sô thi phá hoàn tu tê Phá tu sắp và măng khả lăng ra khánh tu sắp và đê và ta sắp và thầm mà nú phà về ná sà đa sô thi phá hoàn tu tê Phá và măng khả lăng ra khánh tu sắp và đê và ta sắp và sẵn khả nú phà về ná sà đa sô thi phá hoàn tu tê Nam mô Bụt Thầy ạ. Thoát nó ngộ Nhật Quỳnh bị té đùng 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 luôn và thấy đạo tràng vị nào cũng chạy ra chạy vô rất là nhiều lần. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp và hồi hướng luôn, chúc phúc rồi. Bận đi chùa Thái Hòa rồi nên là bây giờ mình tự xử hả Thi Lâm ha. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ Uất ta mang ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xâm. Dạ giữ câu hỏi của Như Thật hả? Ồ, Nhật Quỳnh chưa thấy câu hỏi, để Nhật Quỳnh coi lại coi nha. Tại nãy giờ Nhật ra rồi, Nhật Quỳnh thấy rồi. Dạ Nhật Quỳnh xin lỗi, để Nhật Quỳnh giữ lại. Cho Nhật Quỳnh 2 phút, 20 giây. Dạ, cho Nhật Quỳnh 20 giây giữ lại câu hỏi của Như Thật nha. Rồi, xong. Cảm ơn Như Thật nhắc nhở, chứ không thì Nhật Quỳnh bỏ mất tiêu rồi và không thấy. Dạ, cảm ơn Như Thật nhắc nhở Nhật Quỳnh. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xâm và ruột tam ăn buộc thầy vô khá lý tổ đô sâu buộc thô khả mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quạnh đê hăng thẩm anh cha đưa quỳ thăng và răng thẩm mô khá ly tô đổ sâu thẩm mô khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn thanh cha đưa vị thơ tam ăn
sẵn khề dô khá li tô đổ sâu sẵn khô cầm mặt tụ tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ ni dạ ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta li khê ta tha ca tăng đê qua ma nu sư vũ chi tăng bùa thăng nam a xã la sư qua thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta li khê ta tha ca tăng đê qua ma nu sư vũ chi tăng tham sa na sư qua thi hô tu gia ni tha phụ ta ni samma ca ta ni phụm ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ca tăng đê qua ma nu su bổ chi tăng sẵn khăn na ma sa na su wa thì hô tu hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà hội hợp nơi đây xin đồng cùng làm lễ chư Phật là các tân giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi hạng phu tá nào là chư thiên ngự trợ cầu hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được thành lợi chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đào màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Dạ chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được do học pháp, thính pháp, thảo luận Phật pháp. Đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên Chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt. Nhà không quên mất tiêu rồi. Còn Phạm Vượng trong bài không nhắc dùm chùa của sư tự nhiên là quên mất tiêu rồi của ngài Liễu Tông. Dạ cảm ơn huynh rất là nhiều. Dạ chùa Pháp Vân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo năm cuối, ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh năng bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đầm đều nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân ni ba na sát bát cha yo hô tu. Ý đăng huynh nhân ni ba na sát bát tu. Ý đăng ni sát bát cha yo hô chúng con thành ngài đã quan tâm vào room chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những thuật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến giới quý ngài, nhất là ngài Liễu Tâm, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đã hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tâm thuyết giảng.
Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào Rome theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rome có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Tri ân quý Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rome Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Trần Đạo, Huynh Đạo Huynh và tất cả đạo tràng rất là nhiều. Dạ, đã cố gắng, dạ, cố gắng để lo cho đạo tràng, nhưng mà làm gì lý do không có thể khắc phục được cái máy của mình, nên là Nhật Quỳnh rất là cảm ơn. Dạ, cảm ơn Thi Lâm nữa nè. Dạ, các Nhật Quỳnh cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được xuống mic để trong ban điều hành để một bài kinh bi của chư tăng Siêu Đế Vĩnh Long tụng, và sau đó thì Nhật Quỳnh xin phép được xuống mic, được khép cửa rung mặt. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, mến chào xích đạo tràng. Dạ, cảm ơn xích Hiền Hòa. Nam Mô Bích Tha Giá. Nên na jan ta ta ba ta na pi ta me cha ta ko cho cha so cha so va cho cha sam mo do na ti ma ni san to cha ko cha so pha ro